Má Đạt ơi, Má Đạt ơi, Má Đạt. Dạ. Má. Trời. Ông gọi con chi? Thôi rồi, mày để tao kêu Khang tiếng ở trong mày. Tao hỏi mày nè, tại sao tới giờ này rồi, Lân đã tới rồi mà mày không lo đốt pháo múa Lân để mở hội chiêu phu? Trời ơi, tâm mày làm ăn vậy ra mày? Dạ. Ngày hết Tết tới rồi, đốt pháo lên. Dạ. Dạ lên. Chuẩn bị đốt pháo múa Lân phải không? Không, chuẩn bị gì đốt liền. Dạ, đốt pháo múa Lân bắt đầu. Chúc mừng cho khắp chốn, khắp nơi phát lộc phát tài. Ai chưa nên duyên tình, từ nay sẽ tơ thắm. Nơi đây sẽ đón rễ quý hồi chiều phu. Duyên ngoài đây có được ba cô gái màng, kén rễ quý chưa kịp mùa xuân sang. Hai đơn gấp chưa nên mất dịp mai này, mau về ngay đến đây những chàng đẹp trai. Con hoài chi hả? Trời ơi, mỗi lần chưa mày tao khang tiếng ở trên là mày thấy không mày? Mày làm gì? À, mày đang đóng cái bản chi phu đây nè. Trời ơi, mày có vẻ xong cái bản chỉ dẫn đến Mã Gia Trang theo lời tao dặn chưa? Dạ rồi. Dạ rồi, hay quá, cái gì mà nói mày rồi 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 hết trơn á. Hỏi lại chưa nghe, mày coi chừng tao nghe, tao định để ý mày rồi nghe. Mày cho treo cái bản ở ngay trước ngõ thôn Thọ Phước của tao dặn mày chưa? Dạ rồi. Nè, thấy không, cũng rồi nữa thấy không? Rồi tao hỏi mày vậy chứ, bà thức chưa? Đấy. Ông ơi, gì? Cái câu hỏi này là con hỏi ông hay là ông hỏi con? À, ở thằng này không, trả treo ha. Tao hỏi vậy chứ bà mày thức chưa? Rồi con trả lời câu hỏi này rồi ông có đuổi con không? Dạ. Ủa, cái gì rồi đuổi mày? Đó. Tao hỏi mày trả lời theo cái tấm lòng thành thật của mày thôi. À, ông hỏi con thành thật thì con cũng xin trả lời thành thật thưa với ông. Ừ. Dạ, chỉ có ông ngủ với bà thành thử ra ông mới biết là bà thức hay là bà ngủ thôi, chạy thông hỏi con. À, vậy cái gì? Hổng nghe, hổng nghe, hổng nghe. Chết nha con, ha, chết nha con. Bây giờ tao hỏi mày mấy cô thức chưa? Dạ. Hả? Thôi, khỏi trả lời. Cái giọng ấp úng của mày là tao thấy không bảo đảm rồi, ha. Thôi khỏi hỏi. Mày đã gói quà biếu Tết cho quan tổng đốc chưa? Dạ rồi. Nữa cũng rồi nữa, trời ơi, cái việc đó là quan trọng nha mày. Nghe chưa? Dạ. Rồi tao hỏi mày nè, vậy chứ mày lãnh lương tháng Tết này chưa? Dạ rồi. Dạ chưa, cái vụ đó chưa. Chưa. Ê, tao nhớ mày lãnh rồi mà. Dạ chưa, mà ông nhớ chết con chưa? Tao mới nghe mày nói mày lãnh rồi. Dạ con quên, chưa. Chưa phải không? Dạ chưa. Cái mặt mày nói tới tiền cái tươi đó. Dạ, chưa rồi, nó lẹ lắm. Tết đến mà. Lại đây. Dạ. Gì đó? Nè. Đâu? Cầm lấy túi tiền này. Dạ. Được không? Được. Dạ, cảm ơn. Mặt mình thấy tiền có thấy ghét không? Sang rỡ. Giống tao quá. Nè, ý quên nữa. Dạ gì vậy? Đây.
Đưa lại đây. Đưa ra coi coi. Tiền lương của con mà. Gọi cho biểu đưa lại, đừng có cãi. À, lấy lại 2 tiền. Trời ơi, tiền lương của con xong lấy 2 tiền. Tao trừ tiền cơm bữa mày ăn giùm tao quá mày nhớ không? Trời ơi, bữa đó ông mệt, ông bệnh ăn không nổi rồi con ăn giùm ông. Ê, đừng nói nhiều mày. Tao bệnh thì kệ tao. Mày ăn là mày phải trả tiền. Mà mày ăn là tao tính tiền. Tao vậy đó. Vậy cái nào ra cái đó đàng hoàng. Nè, biểu nè. Vô mời bà mày với mấy cô ra đây trong dạ việc, lẹ lên. Dạ, xin tuân lệnh ông. À. Thôi chứ, ông ơi. Gì? Nếu con nhớ không lầm thì trí nhớ ông lúc này không được tốt lắm nha. Thì đúng rồi. Ai? Cái gì? Mày nói gì? Vậy chứ sao nữa? Mày nói gì hả? Ông đã dặn con là kẻ ăn người ở thì không được léo hánh tới hành lang thư phòng của mấy cô. Mà phòng của mấy cô thì cửa đóng then gài. À, thì mày đứng ở ngoài mày kêu. Dạ, con đâu có tiếc cái lời kêu của con. Nhưng mà phòng của mấy cô thì cửa đóng then gài. Mà lỡ mấy cô ngủ sai rồi bắt buộc con phải dỗ. Không, con nói thẳng mà, nói thẳng mà. Chết nha, chết nha. Kẻ ăn người ở trong nhà không có hỗn hào nha mày. Nghe chưa? Dạ. Thôi, để tao kêu cho. Dạ. Nè. Dạ gì nữa không? Ông nói cho con biết nha. Sao? Con viên ngoại không phải là ai muốn dỗ dỗ. Dạ. Mày nghe rõ không? Dạ nghe rõ. Ngay cả bà mày á, đã lớn tuổi rồi đó, mà tao là chồng nè, tao còn chưa dám dỗ mà. Thấy không? Dạ ông nói rất đúng, ông nói rất đúng. Thôi, con là kẻ ăn người ở trung thành của ông mà. Từ trước đến giờ ông đâu có dỗ bà, chỉ có bà dỗ ông không à. À giận cái dỗ về. À. Dạ, thương cái dỗ về. Dạ, còn ghen nữa cái dỗ về. À. Dạ, còn ghen cao độ nữa thì lấy ô trầu dỗ bóp. Hả? Lấy ô trầu dỗ bóp. Thôi, nè nè, nãy giờ mày làm tao né mệt lắm rồi nha. Mày vỗ mày chọt chọt cái tay mày mà giá tao né mệt lắm rồi nha. Không, con nói thiệt mà. Thôi đừng nói nhiều, hỗn hào chết, tao chọt tao nhiều mặt mày à. Nè, đi ra treo cái bảng lên liền, lẹ lên. Dạ tuân lệnh. Có 2 tiền lương của người ta cũng lấy thiệt. Biểu, biểu mày. Dạ gì nữa? Mày chửi tao phải không? Dạ đâu có chửi. Tao nghe mày lẩm bẩm gì đó. Không, con nói con ra con đóng cửa mà kêu mấy cô mày gì đâu. Đi. Thằng coi tiền như bánh xe. Đến ngày tuổi ta quá ngủ niên, thế những rễ con chẳng còn sầm. Quyết tâm ta phải mở hội, tiêu buông cho con nó được kém trọng. Bà nó đâu rồi bà ơi? Bà ơi bà, ra tôi biểu cho coi bà ơi. Trời ơi, cái nhà này tôi kêu đứa chắc tôi đứt cổ tôi chết quá. Mấy đứa nhỏ đâu? À, tụi bay kêu bà, tụi bay ra biểu coi. Ngủ cái gì mà ngủ dữ vậy? Tới giờ này mà chưa dậy. Tôi đây. Rồi, tới rồi. Trời đất ơi, làm gì mới sáng sớm là ông ống mà chịu không nổi cái miệng của ông mà. Bà. Mã, Mã Đạt đâu à bà? À, Mã Đạt. Kêu chi? Kêu nhắc ghế cho bà ngồi. Ai nhắc ghế? À, cái đó tôi. Thôi Mã Đạt ơi, để tao, vụ này tao rành lắm. À, bà. Trời ơi, tôi nhớ bà quá à. Tôi kêu bà ra để tôi nhìn mặt bà chút xíu thôi à. Nhìn mặt bà cái bà quạo quá làm tôi ớn quá. Nè bà, sao hôm nay bà dậy trễ vậy? Không biết sao mà trời chớm xuân, cho nên ngày nó vắng đêm nó dài. Hay quá. Bà nói nghe hay quá, nhưng mà chưa đúng. Bà biết sao không? Sao? Hồi mình còn trẻ, tối ngủ hai đứa ôm nhau, ấm, nên bà thấy nó vắng. Bây giờ già rồi, mạnh ai nấy ngủ, ai không lạnh lẽo quá, nên bà thấy đêm nó dài ra. Thấy chưa? Không biết ba cái văn chương thô lỗ tục tằn nó nằm đâu sẵn trong miệng của ông á. Thấy mở miệng rồi cái nó lăn ra, mở miệng cái nó lăn ra mà không mở nó cũng phọt ra nữa. Bà nói kỳ quá, tôi nói đùa với bạn chút cho vui vậy thôi mà. Bà biết tôi kêu bà ra đây chi không? Chi? Kêu bà ra để bà nhìn nè. Đó, bà thấy không? À. Nhìn qua lá trong giường. Đó, bà thấy chưa? Mới có bữa nay thôi à, mà qua mai nó nở rộ hết trơn à. Sắc thâm tinh anh hơn mấy năm rồi. Đó là cái điềm báo hiệu cho Mã Gia Trang thịnh vượng giàu sang suốt một năm mới, bà hiểu không? À. À, một năm mới bắt đầu bằng 3 cái đám cưới rỡ ràng. Vậy? Hả? Đám cưới của ai? Đám cưới của ai nhiều dữ vậy? À, không lẽ đám cưới của tôi? Gì? Hả? Gì đám cưới của ông? Trời ơi, bà bộ định cưới vợ bé phải không? Bà đây. Bà nói kỳ á, chưa gì có làm dữ à. Đám cưới đây là đám cưới 3 đứa con gái của mình. Chứ bà còn sống trần ngần ở đây à, làm sao mà tôi đám cưới ai được? Khi nào mà bà... Thôi, được rồi.
Hình như lúc này ông muốn cho tôi chết lắm phải vậy không? Thì đúng rồi. Vậy vậy đúng. Vậy ai nói gì đâu bà, sao dữ quá cứ giữa cái làm ào ào à? Dạ ông muốn con này chết hả? Không có dám đâu. Nó chưa chết đâu nghe, đừng có ham. Mình ơi, có mình đây. Em nói cho mình biết nghe mình. Gì đó? Em không có dễ giàu gì chết đâu nghe mình. Tôi đừng biết có chứ. Mong đừng có đợi. Còn khuya, tôi nói cho ông biết nha, mỗi ngày tôi chỉ cần nhảy mũi có 2 lần là tôi ngậm xăm rồi ha. Nè, qua đây biểu coi. Cái gì vậy? Kêu qua biểu làm gì cười? Qua đây. Từ từ làm dữ vậy. Bộ ông quên là bố cáo của triều đình á, là bất cứ con gái nhà ai ghi tên nhập sân chầu cho hoàng tử kén vợ là không có được lấy chồng trước khi có quyết định của hoàng gia. Ông thì ông cho mấy con đứa con gái nhà mình xuống Lai Kinh hồi tháng trước rồi. Bây giờ thì tôi hỏi ông nè. Bà bình tĩnh đi, để tôi nói cho bà biết sự thật. Không, Mã Đạt đâu rồi? Mã Đạt ơi. Kêu nó làm chi vậy? Thôi khỏi Mã Đạt ơi. Trời ơi, thì tôi kêu cho biết nó ở đâu vậy mà. Thôi Mã Đạt đừng ra đó nghe mày. Nè bà. Gì? Bây giờ là kể như tụi nó thi rớt hết rồi. Hả? Cái đám con mình nó rớt hết rồi hả ông? Chắc chắn là Đông Cung Nhị Hoàng đã chọn xong người khác, nên tôi phải gấp rút tìm người cho con nó sửa đắp nâng khăn vào lúc đầu xuân. Ba đứa con sẽ được có chồng, tôi và bà sẽ chọn 3 thằng rể quý đem hạnh phúc thêm về Tô Thắm Mã Gia Trang. Chuyện nợ duyên do thiên định mà nên, ăn ở hiền là mình để đức cho con. Tôi tin Thúy Anh, Can Đài và Trúc Lan, cái cội chiêu phu sẽ chọn được chồng rể của mình toàn là công tử rất là giàu sang. Nè nè nè, ông vừa nói cái gì mà tôi nghe có 3 cái tiếng hội chiêu phu vậy? Hả? Thì bà nhìn ra cửa mà xem đó, bà thấy không? Thấy không? Mẹ ơi, mẹ à. Ủa gì đó con? Gì đó con? Mẹ, cha, con thấy ở ngoài trước có tấm bảng sơn toàn là màu đỏ à. Và trên tấm bảng đó có ghi 3 chữ là hội chiêu phu. Mà hội chiêu phu là gì hả mẹ? À, hội chiêu phu mà con không biết gì hết trơn à. Cái hội chiêu phu là cái hội mà qua bển hỏi cha con cái biết liền ha. Hội chiêu phu là gì vậy cha? Để cha giải nghĩa cho con biết. Đây là chữ nho. Chữ nho nó thâm túy lắm con à. Hội là hội tụ, mà chiêu là kén chọn, mà phu là... Đây là gì vậy cha? Là kiếm chồng cho mày á. Mày với chồng mày bậy, bậy đi. Cha định nói bậy nữa. Ông già rồi mà không có nết na gì hết trơn á. Trời ơi, con nhỏ nó còn nhỏ nó không hiểu thì mình giải nghĩa cho nó hiểu, thấy không? Nói bậy nó bạ không vậy à? Trời ơi, thì tôi nói cho nó biết. Bà cái gì cũng la la, bà hay quá, bà giải nghĩa cho nó nghe đi. Ông không giải nghĩa, tôi giải nghĩa. Đứng ở đây tôi giải nghĩa cho nhỏ nó biết nè con à, để mẹ nói con nghe nha. Dạ. Tại nói hội chiêu phu là cái nó mà thôi con nhỏ không nói. Nè tôi nói cho ông biết nha, tại con nhỏ nó còn nhỏ, vài năm nữa đi nó lớn thì tôi giải nghĩa cho nó hiểu liền vậy hả? Trời đất ơi, tết này là đã gả chồng cho nó rồi mà bà biểu nó chờ vài năm nữa mới nói cho nó biết chuyện hôn nhân, thật là quá vô tình. Trúc Lan nó là út mà nó lớn bằng cái cột đình à. Con gái bây giờ hãy biết cắm cài hiểu được chuyện lấy chồng lần lượt tuổi cập kê, tùy theo ý của nó khen chê mà chọn. Bổn phận của bà phải kể cho con nó rành đầu đuôi lóc ngọn, bà biết không? Vậy chứ tôi hỏi ông chuyện quá bất ngờ mà ông bảo tôi kể là kể thì sao? Tôi bảo nó lấy chồng chứ đâu phải là uống thuốc độc. Chuyện nhẹ nhàng chứ có gì đâu mà nặng nhọc. Cho hồi tôi cưới bà đó tuổi chỉ mà 16 à. Trúc Lan bây giờ cũng giống như bà trước kia. Nhưng cha ơi, con không muốn lấy chồng, con thích tự do để rèn luyện võ công. Con gái mà có võ công tính nóng nảy trong lòng, nếu cần móng vuốt đã có sẵn sư tử Hà Đông. Cái gì sư tử Hà Đông? Ông ám chỉ ai? Ông ám chỉ ai sư tử Hà Đông? Cha ám chỉ tôi phải vậy không? Mày đây. Cha, nếu số tụi con phải chịu ế chồng thì mấy con cam lòng ở vậy à? Nhưng mà tao không muốn vậy, biết không? Tao không muốn làm cha mấy đứa con ế chồng. Mày nghe rõ chưa? Mùa xuân này tao quyết định là 3 chị em bay phải đem vào Gia Trang này 3 chàng rể quý. Mẹ cứu giùm con đi mẹ. Trời ơi, cứu gì nổi, cứu con. Thôi kệ, lấy chồng đại đi con. Tết nhất tới rồi, cưới chồng vui lắm. Cái gì?
cái gì cứu vớt, cái gì cứu vớt. Chị em bay á, không hốt xác người ta về nhà này chứ bộ bị người ta xỏ mũi dẫn đi sao mà rung rẩy lên vậy hả? Nhưng thưa cha. Gì gì thưa nữa, không có nhân nhị gì hết trơn cái đội á. Nè biểu nè, nhưng mà nói là người ta nói vậy thôi á, đó là nói với chị con thôi, với em con thôi, chứ còn con thì khác. Cha cưng con nhất mà, bởi vì con giống cha. Cha đã lựa cho con một chàng rể quý rồi, con biết không? Ủa, ông lựa ông chọn hồi nào mà ông không báo qua cho tôi biết vậy? Ông cho tôi hay vậy hả? Trời ơi, tôi đợi đến hôm nay tôi mới tâu nè. Ủa, tôi mới báo nè. Trời ơi, bà sao cái gì cũng ào ào hết trơn à. Tôi nói cho bà biết, cái người mang xính lễ đến hỏi cưới con Trang Đài là ai bà biết không? Ai? Là Tổng đốc Quách Hầu Bao. Trời ơi, trong tương lai của con làm nghề lắc hồ bao. Con ơi, nó xỉu quá ông ơi. Cha mới hứa thôi mà. Cha con mới hứa à con ơi. Con tỉnh lại con. Tỉnh lại đi con. Tỉnh lại con à. Tỉnh rồi, tỉnh rồi phải không? Tỉnh rồi không? Cha giả bộ xỉu nè ha. Quỷ nhỏ là tụi ký đầu mày giờ. Đó, người ta là Quách Hầu Bao mà nó nói là lắc hầu bao. Trời ơi, tao mệt mày quá. Thôi đi vô giùm cái đi. Mà con nhỏ nó nói cũng đúng đó. Tôi nghe đồn đãi từ lâu là thằng cha tổng đốc Quách Hầu Bao vậy chuyên môn là lắc túi dân lầm không à. Trời ơi, nó lắc của ai vậy? Nó không lắc của bà thôi. Chính vì vậy mà dân chấn này nghèo hết đó. Chỉ có một mình tổng đốc Quách Hầu Bao là giàu sang tột đỉnh. Nên từ lâu tôi dự tính phải nghĩ đến chuyện kết thân để hưởng chung sang giàu. Chớ bà nghĩ coi đâu còn có nhà nào trong trấn này mà đáng mặt kết thâm gia. Lời người xưa nói tham gian không có hầu, vì nhân bất phu mà vì phu bất nhân. Mình gả con thì mình phải lựa cái chỗ hiền lành. Hiền lành thì cạp đất mà ăn. Tham gian với ai miễn đừng tham gian với mình là tôi rước vào gìn giữ gia trang. Cái gia trang này từ trước đến nay đâu có cần ai gìn giữ đâu mà nó còn nguyên đây nè. Hay là ông sợ mà mình không gả con gái mình cho thằng cha Quách Hầu Bao gì đó, thằng cha thù giặc mình hay sao hả? Không có thù giặc đâu, mà ông thù ai là mất mạng người đó à. Cho bà biết vậy đó. Tôi nhắc cho bà nhớ nha. Nhớ gì? Dương Trung là một quan gián nghị mà còn bị tru di tam tộc chỉ vì một bản phúc trình của tổng đốc Quách Hầu Bao thôi. Tru di tam tộc nghe bà, dòng họ ba đời còn đi đứt đó. Trời ơi, giết chết ba họ người ta hả ông? Hả? Vậy là biết bao nhiêu mạng con người, không còn sót một người nào sao? Còn sót chứ, còn sót một người. Tôi nghe hình như là nó đi tầm sư học đạo ở trên núi non gì á. À, mà ý bà ơi. Ơi cái gì? Vừa rồi á, à, tôi lên kinh thành, tôi nghe dân làng bàn tán. Giờ là hình như nó trở thành là ăn cướp á bà. Trời đất ơi. À, nó có cái tay. Cái tay gì? Cái tay gì? Để tôi hỏi thằng Mã Đạt coi. Mã Đạt ơi. Trời ơi. Ông trả con 2 tiền phải không? Mày đây. Đó. Chuyện không đáng mà mày nhắc hoài à, sao mày nhỏ mọn quá. Nè, cho tao hỏi nè. Gì? Mày nhớ cái kỳ mà lên kinh thành không? Sao? Nhiều kỳ quá đâu có nhớ kỳ nào. Trời ơi, cái kỳ chót nè. À, cái kỳ con ông ăn dưa cơm. Trời ơi, cái nhắc hoài cái vụ đó hoài à. Mày sao có tính keo kẹt quá. Nè, nghe tao hỏi nè. Nè, cái kỳ mà mình lên ở trên dân chúng bàn tán đó, cái thằng mà ăn cướp có cái tay gì đó mày, cái tay gì? Mà sao tiền không nhớ, mẹ này ông không nhớ. Nữa mày cứ nhắc tiền hoài à. Biết bàn tay gì không? Bàn tay gì? Bàn tay sắt. Ừ, đúng rồi. Bàn tay sắt. Đúng rồi. Bà biết không? Nó để nhẹ vô càng cổ nè, vậy nè. Ổn chưa? Ông làm gì vậy? Đó. Vậy mà tôi còn nghe quân triều đình nha. Quân triều đình vừa tìm ra hắn ở trên Xuyên Nguyệt Sơn sau hơn một năm mai danh ẩn tích. Thôi ông ơi, đừng có kể nữa. Làm mệt rồi. Mệt hả bà? Thôi tôi đi vô ông ơi. Vô. Giật mình à. Trời ơi, thôi chết tôi rồi. Nhảy mũi lên đỉnh. Trời ơi, thôi rồi ông ơi. Hằng ơi Hằng, lấy cái thô bỏ xăm chân cách thủy liền cho bà. Bà nhảy mũi 2 lần rồi con ơi.
Trời ơi, ngậm xăm hoài. Trời ơi, đi lên kinh thành gặp bè bạn cũ, hỏi thăm nhiều đứa, nó nói vợ nó chết thấy mà ham. Trời ơi, còn bà nội này ngậm xăm hoài, biết chừng nào bà chết. Trời ơi, vì sao chịu nổi nè trời ơi. Chị Thúy Anh, phen này thì chắc là chị em ta sẽ bị ép duyên phải có chồng. Khác hẳn chuyện trảy kinh hồi chớm đông, vào hoàng cung cho hoàng tử và nhị hoàng kén vợ. Trang đài ơi, sao lòng chị bỗng nghe ghê sợ. Còn ơn lúc trời chốn đông, khi mà vua ngự chọn dâu hiền giữa hoàng cung, làm sao tránh khỏi tầm mắt ca tử hoàng. Khi nhìn nhau lại qua ngỡ ngàng, chị Thúy Anh ơi, đó là lệnh của gia phụ. Áo mặc sao qua khỏi đầu em biết liệu sao đây. Em ơi, trái tim chị gửi trao dương khắc nhật, nên chị thề sống mãi kiếp cô đơn. Chị vừa nói gì? Dương khắc nhật? Nhưng mà Dương khắc nhật nào? Là người mà chị đã yêu tha thiết chân thành. Từ trước đây những 3 năm, khi phụ thân cho chị xuống Tứ Xuyên tìm thầy học võ. Vậy người mà chị trao gửi lòng yêu, thân thế họ ra sao? Chàng là con trai của quan ngự sử, mà lòng trung trực suốt đời làm mẫu mực cả triều ca. Gặp nhau lần đầu ánh mắt mới trao, tưởng như đã hẹn chàng từ kiếp trước. Những thế võ đường gươm cùng chúng học, thay cho lời châu ngọc mối tình. Qua hình ảnh chàng, chị hiểu được nghĩa yêu đương. Cho đến khi tai biến xảy ra làm nát tan gia đình Dương khắc nhật. Tai biến gì? Có phải chị muốn nói đến lần trú di tam tộc, làm cho trời đất cũng tối sầm với bạch nhật thanh thiên, cả chợ Hàng Châu đều sẽ tắt con tim? Và lẽ sống cuộc đời chị cũng rụng rơi theo đường gươm của tên đao phủ. À, em nhớ rồi, người ta đã cáo gian cho Dương ngự sự. Một lĩnh vua truyền khiến 3 họ phải bị tru di. Một sáng mùa đông, cả chợ Hàng Châu còn rét lạnh dưới sương khuya, thì 3 hồi chiên lệnh giam giang mở đường cho đoàn giám sát quan tiến về bài chém. Giữa giấc ngủ say sưa, chỉ kinh hoàng chợt tỉnh, nhìn qua bức rèm châu thoáng hiện bóng Dương Lang. Giữa gông xiềng buông một tia, nhìn như trôi trăng về phía má gia trang, tìm trao về một người thân. Từng bước chân chàng lê nhẹ trên đường, xa xa đã thấy vạn pháp trường, chỉ nghe như mảnh dùng tâm hồn tan nát theo từng phút trôi qua. Gần tròn năm sầu muộn trên môi, chị không có đủ người, lẽ sống đời chị đã chết liêm rồi. Theo một người sang thế giới bên kia, em chưa biết yêu nhưng thông cảm được với nỗi sầu khi dính biệt người yêu. Trọn đời chị cửa tim xinh quá chặt, thầm nhớ lại buổi chiều biệt ly. Tại sao là chiều ly biệt hả chị? Chuyện tình của chị và anh ấy đã kết tụ 2 buổi chiều,
một buổi chiều gặp gỡ và một buổi chiều ly biệt. Anh ơi, khách Nhật chưa, khách Nhật. Anh ơi, chưa, khách Nhật. Anh ơi. Anh Mùi. Thôi đi. Em đợi anh lâu không? Em hả? Em tới đây khi mặt trời vừa xuống thấp, mà bây giờ bóng tối phủ trùm lên. Như vậy có lâu không? Lâu. Anh Mùi à? Gì vậy? Em buồn. Buồn đi đâu vậy? Ta nói ta buồn mà. Anh Mùi. Ta đi cho hết buồn đó. Anh Mùi à, đừng buồn nữa nha. Ừ, không có buồn nữa đâu, bây giờ giận à. Kỳ ghê à, thôi đừng giận nữa nha. Nè, anh sẽ trả cho em thời gian chờ đợi bằng một cành mai trắng tinh anh. Nè, có thì nói, không có thì thôi nghe. Có. Đâu, mai trắng đâu? Nhắm mắt lại đi. Nhắm mắt à? Ừ. Hí hí được không? Vậy, nhắm mắt lại đi. Khó quá à. Quan trọng mà, nhắm mắt lại nha. Rồi, nhắm mắt, nhắm mắt. Rồi. Gì lâu quá vậy? Chờ chút mà. Mở mắt được chưa? Mai trăng tình anh đắm nghĩa tình, cài lên mái tóc của người à thương. Đường gươm loang loang cùng chung bóng, nâu sự xôi kinh một mái trường. Dương Khắc Nhật. Thuy Anh. Khắc Nhật. Em. Anh. Bao ngày qua ta cùng có nhau, mài gươm dưới trăng trao dồi từng giờ ta không rời nhau. Rồi ta ai nắm tay ta nhìn nhau mỉm cười. Em. Anh. Kỷ niệm đâu không hề lãng phai, dù xa cách xa nhưng lòng bình thề không xa rời nhau. Chờ nói câu ly biệt cho ánh mắt bờ lệ rơi, ta hãy vui cho tròn trong giây phút kề bên nhau. Nhật Quân, rồi mai đây em trở về Mã Gia Trang, còn anh phản hồi quê cũ. Không biết rồi mình có còn gặp lại nhau không? Thuy Anh, đừng buồn nữa. Anh sẽ đến Mã Gia Trang cầu hôn em một ngày không xa lắm. Khắc Nhật, em không muốn đóng vai trò chia tay đưa tiễn với người mình yêu, dù chỉ là lần thứ nhất. Mã Thuy Anh. Dương Khắc Nhật. Sương lạnh lùng vắng, vắng trên mấy nẻo đường tình. Chia tay đến rồi còn gì đâu hỡi anh. Người xa tôi ôi là chết trong lòng. Đau buồn tận tâm tư, nhớ nhung thương sâu mỗi ngày một nhớ. Thắm vui đỏ mắt đồng lệ trên mi, khắc sâu nỗi gương ôi nỗi buồn.
khói nghẹn ngào câu đưa tiên tình nương ơi, mỗi bước chia xa anh nghe tim mình tê buốt, từng tiếng nấc qua theo trong tiếng biệt ly sầu. Anh như kẻ ở đầu sông, còn em nhìn nước cuộn cuối giang đầu. Dòng sông ấy chảy xuôi về biển, nhưng tình mình vẫn đẹp mãi với thời gian. Mang kiếp bướm phiêu bồng, anh chấp cánh bay xa, rồi ngày nào đó sẽ đến mà gia cang chân sinh lệ. Đừng khóc nữa em ơi, cho vơi nguồn dư lệ, hãy vui lên cho trọn vui tao cùng. Thời gian khẽ lặng lờ trôi, từ sau di phúng chia phôi sân trường. Mới hay lần gặp sau cùng, cách sâu tâm khảm trên mây nẻo đường. Chia tay đến rồi còn gì đâu hỡi anh, người xa tôi ôi là chết trong lòng. Đau buồn tận tâm tư, nhớ nhung thương sâu, mỗi ngày một nhớ thắm vui đâu, mắt đông lệ trên mi, cắm sâu nỗi buồn ôi nỗi buồn thì yêu thương. Cắm sâu nỗi buồn ôi nỗi buồn thì yêu thương. Cắm sâu nỗi buồn ôi nỗi buồn thì yêu thương. Thuyền chỉ cắt cửa đường. Thuyền chỉ cắt nhật. Anh phải rời khỏi nơi đây. Chỉ cắt nhật. Anh đi. Khắc nhân, Dương khắc nhân. Thế là tâm hồn chị đã trọn trở về cho Dương khắc nhân. Đúng, nên chị không muốn nghe những gì thân phụ gọi là hội chiêu phu. Chị sợ lắm, chị sợ lắm. Đốt pháo lên đây, một tràng pháo mừng hội chiêu phu đi con ơi. Dạ. Hey. Ông ơi. Dạ. Khỏi cần đốt pháo, có người mở hàng rồi, hên quá. Dạ, con vừa dựng cái tấm bảng chiêu phu lên thì có hai công tử đến giữ cái tấm bảng chiêu phu. Trời ơi, hai công tử này khăn áo chỉnh tề đến chờ cái bảng chiêu phu, nên con vội vô báo cho ông hay biết để ông về bề xử liệu đó ông. Mở hàng mà vậy là có hai người lận phải không? Dạ đúng vậy. Mày thấy chưa, năm nay là cái năm của tao mà. Dạ con biết. Vậy là mỗi một cô không phải một chồng, mà mỗi một cô đó là phải bốn chồng. Đừng nói bá đáp mày. Dạ. Ra mời hai công tử vô đây là. Dạ xin dâng lệnh ông. Dạ xin mời hai công tử vào. Dạ đó. Ê, trời đất ơi trời. Đứng lại. Ê, dạ thưa ông. Gì vậy? Dạ. Hai vị công tử đã vào đến rồi phải không? Dạ phải. Dạ nhưng mà không phải. Gì kỳ vậy? Dạ. Sao phải rồi không phải? Mày có khùng không mày? Dạ đâu có khùng. Dạ bởi vì hồi nãy họ còn là công tử, còn bây giờ thì ê. Xê ra chỗ khác mấy con. Trả cái tấm bản chiêu phu lại đây. Trả đây. Rồi cút đi. Dạ kính chào viên ngoại. Thôi khỏi chào cái gì. Trả cái tấm bản lại đi mau rồi đi chỗ khác. Đi.
Trời ơi, cha ơi, con lại hai cha. Đây là hội chiêu phu, là hội chọn chồng, chứ không phải là chọn thủ lĩnh cái bang thủ lĩnh ăn mày, biết chưa? Thôi thôi, đi quất giùm cho khỏi mắt tao đi, lẹ đây đi. Nghe lại ông tao chưa? Đi chưa? Đi chưa? Trời ơi là trời. Á cha, tao thủ vậy mà tụi bay còn chưa sợ phải không? Vậy là tụi này đợi tao xuyến. Chết, coi xuyến nè con, xuyến nè. Chưa hay đâu. Phải rồi, chưa hay. Quýnh, quýnh. Xuyến chỉ là bài tập thôi. Ờ, đúng rồi. Lia mới là bức thay. Đó, dạy nó bài, dạy nó bài học quýnh. Nó, nó. Đó, thấy chưa, chết mày thấy chưa, chưa. Thấy cái nết thua của ta chưa? Tuy là ta thua, nhưng mà cái thua của bậc trưởng thượng anh hùng. Thôi, nín này. Trời ơi, thua không biết nhục hả mày? Còn ngồi đó ca nữa, trời ơi, nó chọt vô mặt mày giờ. Mày không có tống cổ được hàng này phải không? Dạ xin tuân lệnh, ông phải tống cổ đi. Nghe lại ông tao chưa? Đi chưa? Ủa, sao đổ hoài vậy? Trời ơi, trời, tao nhá gì mà tụi bay chưa đi phải không? Nó làm gì? Bước! Đi! Trời ơi, rồi mày không làm được gì nó đâu phải không? Dạ phải làm chứ. Ủa? Sao kỳ vậy? Sao đổ đi hoài à? Hồi nãy cũng chính anh ra vòng tay mời chúng tôi vào đây để ra mắt viên ngoại mà. Sao giờ đổ đi nữa? Tao nói cho hai đứa tụi bay nghe nè. Hồi nãy khác, bây giờ khác. Bây giờ tao hỏi hai đứa tụi bay nè, hai cái bộ đồ nhung gấm hồi nãy tụi bay mặc đâu? Bán mắc bán rẻ rồi phải không? Phải không? Không có dám bán đâu, chúng tôi cho người ta rồi. Cho? Đúng, anh em chúng tôi đã lột áo cho người ta. Trời đất, quần áo mà lột cho người ta. Vì trước khi đến đây có thiếu tiền đi xe, phải đi qua từ Cam Túc, xuyên qua đến huyện Hàng Châu, thì lột áo trừ nợ có lạ gì đâu. Thôi thôi, trời ơi, tao tưởng đâu hai bầy ngon, không ngờ quá tệ. Vậy mà cũng quay về dự hội chiêu phu. Vậy mời chú mày ra khỏi đây cho mau lẹ nè. Đừng chọc tao nổi nóng, mà nếu tao nổi nóng là tao hạ thủ bây giờ. Dạ, trời ơi, tức quá, trời ơi. Thật, tôi đâu có ngờ. Sao? Muốn đi kiếm vợ mà bị lật ngược thay cờ. Thôi thì muốn dùng gì ta sẵn sàng dùng theo. Nhào vô kiếm ăn. Dự hội chiêu phu chớ phải đâu mà gió bao giờ. Thôi để à, em hãy nhẫn nại mà đợi chờ. Thế nào cũng làm đẹp lòng tội y các tiểu thơ. Má Đạt. Dạ. Tống cổ tụi nó khỏi mắt tao mày. Đi. Dạ tuân lệnh ông. Đi chưa? Trời đất ơi, trời, tao nhá gì mà chưa chịu đi nữa. Đuổi ra hoài vậy Quynh, tức quá Quynh. Đi em chưa? Đi chưa? Mù mỏ chưa? Dạ thưa ông, con nghe lời ông, con khiêm tốn, con tống cổ tụi nó. Nhưng mà nó tống vô mặt con. Con đi mà nó còn đứng đó. Vậy là mày không làm gì nó được hết. Cái gì mà ôm sòm ở ngoài này à? Ngu nghe không được gì hết trơn hết trời à. Bà ra đây chứ giờ bà. Tôi nghe gia nhân nó báo có hai cái cậu công tử nào già da trăng mình đi gỡ cái bản chi phu phải không ông? Nhưng mà hai chàng công tử đó đi rồi. Dạ chưa đi, không bao giờ đi. Dạ thưa bà, vì hai chàng công tử đó là hai anh em chúng con đây à. Hai này lì thiệt. Hai thằng này là hai thằng công tử giả đó bà. Có dọn dẹn một bộ đồ vẫn coi được à. Mà nó lột nó bán, nó trả tiền xe, nó đi từ Cam Túc đến Hàng Châu rồi. Hai cậu ghé gia trang này có phải vì nghe cái tiếng hội chi phu không? Dạ bẩm dân à. Tụi nó tới đây để xin giúp việc á. Dạ. Dạ không. Dạ chúng tôi đến đây vì biết rằng hội chiêu phu á. Dạ, dạ là... hội chiêu phu thì thế nào cũng có đầy đủ khách khứa và tiệc tùng. Đó, bà thấy không? Bà nghe không? Đó, tụi nó tới là gỡ bản hội chiêu phu là để kiếm chỗ làm. Vì Tết nhất tới nơi là hai thằng đều thất nghiệp. Dạ, Tết nhất tới nơi mà hai đứa con không có một đồng xu để dính túi. Tội nghiệp không? Hai cậu chắc đâu độ chừng 20 tuổi không? Dạ thưa bà hơn chút. Dạ con 21, còn anh con 22. À, một đứa 21, đứa em 2. Vậy à, chắc ba má tụi bay ở nhà mạnh khỏe phải không? Dạ khỏe lắm. Ủa sao ông biết? Thì mạnh khỏe nên tụi bay đứa 21, 22. Không chừng còn 20 hay 19 nữa à. Ông vui tính quá à. Thôi đi. Trời ơi, người ta đang hỏi chuyện mình đi cái xía vô hoài à. Mở miệng ra có nó bị nó bạ không à. Nè, cha mẹ còn đủ không? Dạ thưa bà, kể từ khi hai anh em con ra đời, mẹ con đã vĩnh viễn ra đi, chỉ còn có cha không à. Cái này mới kỳ. Người ta nói tốt mái hãy trống phải không? Đáng lý trống phải đi trước, tại sao mái lại đi trước? Vậy chứ cái mái này tốt, sao ông không đi trước đi? Tại sao không chết trước đi? Tại tôi khéo gìn giữ, chứ không là tôi cũng rồi. Thôi đến đi, mở miệng ra cái nó bậy không à. Cha hai cậu làm nghề gì vậy?
Dạ làm vua. Hả? Làm dạ, vua hả? Dạ 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 phải, dạ thưa bà, cha con làm vua mà vua trên sân khấu vua hát bội á bà. À vậy hả? Dạ, dạ đúng rồi dạ. Nè hai cậu có vợ con gì chưa? Dạ chưa. Anh em con chưa ai có vợ hết á, nên thèm có vợ lắm. Dạ vợ con thì anh em con thèm lắm, nhưng mà tại vì con nghèo á bà, cho nên chưa dám xin hỏi cưới ai hết. Ờ đúng rồi. À vậy được á, biết phận như vậy thì dễ sống giữa cuộc đời này lắm các con ơi. Gì con? À, gì con? Ông cho nó ở rễ hồi nào mà ông kêu nó bằng con dọn hơ á. Tôi nói chuyện chưa có dứt lời bên này cái ông cứ xen vô hoài vậy hả? Ai xen vô đâu, người ta bàn chuyện ngoài lề mà. Tôi không cho ông nói chuyện ngoài lề, ông có nghe chưa hả? Thì bà không cho tôi nói chuyện ngoài lề thì nói tôi nói thầm ở trong. Trong gì? Trong gì hả? Trong bụng. Thôi đứng yên đó đi, nín giùm tôi một cái để tôi hỏi hai cậu này cứ xía vô hoài hành nè. À, hai cậu có biết chữ nghĩa gì không? Dạ. Thôi thôi, tới nước này thì tôi không ở ngoài lề nữa mà tôi nhảy vô trong câu chuyện này. Bà có giận bà đấm tôi đi. Đấm ông thì sao? Thì sao? Đấm ông thì sao? Thì tôi đưa lưng cho bà đấm. Thà là tôi đau mình còn hơn là bà tốn sức hao hơi. Tội gì bà điều tra tông tích của tụi này. Bà làm như là tụi nó sắp là con rể của mình ấy, không bằng rồi đó. Thở miệng mở miệng ra cái nói vậy à? Hở ra cái nói vậy nó bậy nằm bạ không kìa. Tôi cũng phải nghe kỹ càng như vậy chứ. Trước khi mình thâu nhận người làm, mình cũng cần phải biết là tường tận khả năng xuất xứ chứ sao, phải không? Bà thâu nhận ai? Thâu nhận người làm chứ nhận ai? Trời ơi mà người làm nào đâu? Thì hai cậu này chứ còn ai vô đây nữa. Vì hội chiêu cô chắc khách khứa rất nhiều, tôi đã nghĩ đến điều tuyển chọn thêm gia nhân. Nay sẵn có hai cậu này đây, mình khỏi mắc công chọn tiền. Anh em tôi mong có nơi nương tựa thì cứ nói ra là tụi bay muốn ở đỡ cho nhà này, phải không? Nếu không có bà đây thì chưa chắc tao nhận xài, dầu chỉ để lau dài cho các tiểu thơ. Vậy mà tụi bay cũng mời đặt gỡ cái bản chiêu phu. Thôi ông ơi, người ta cũng đang mong có cái việc làm, mà ông thì đang kén rễ quý cho nhà mình. Thôi thì làm phước làm hiền cho con nó đẹp duyên. Bà nói thì tôi nghe, giờ đây bà nên nghe tôi nói nè. Tụi nó chỉ được ở đây tới khi dứt khỏi chán chồng. Tôi sẽ chọn được ba thằng lễ quý như ý hằng mong. Nói trong tháng giêng nhiều lắm là ngày rằm. Chỉ là hai đứa bay đã nhờ bà mà được việc, nhưng cũng nhờ tao đây biết ngã thợ bà, nên mã gia trang luôn luôn vui cửa vui nhà. Đó là chưa kể sau này sẽ tấn tước phong quan. Cảm ơn ông bà đã thâu nhận. Dạ, anh em chúng con quyết tâm lo tròn bổn phận. Khách quy đến gia trang sẽ hoàn toàn thỏa mãn. Thấy việc hầu đãi vẹn toàn, từ nhà trước đến nhà sau. Không không à, hai đứa bay không được phép vào sảnh đường, mà chỉ được ở ngoài vườn quét cổng tưới hoa. Nếu cãi lời ta thì cô hai sẽ cho ăn đòn. Cô hai nhà này học võ được 2 năm. Nè giờ để tôi kêu nó ra kìa. Dạ không dám đâu, dạ không dám đâu. Anh em con không dám, dạ anh em con không dám đọ tài thử sức với tiểu thơ. Dạ, dạ thưa ông, anh em tôi tự nguyện tuân lời viên ngoại. Trong suốt thời gian anh em con ở rể tại cái gì? Vậy gì ở rể? Dạ. Gì ở rể hả? Ở rể nữa. Thôi đi, nè. Hai cậu ở ngoài này đi. Muốn làm chuyện gì á, nói thằng Mã Đạt nó chỉ dẫn cho, thấy không? Vô à, mệt gần chết vậy đó. Ờ, hai cậu tên là gì? Nói cho bà dễ bề kêu gọi coi. Dạ, con tên Hàng Y, còn em con tên Bạch Thủ. Hả? Cái gì? Hàng Y? Dạ. Bạch Thủ? Dạ. Trời ơi, nho tên đó, nho đó bà ơi, nho đó. Nho gì vậy? Ông giải nghĩa tôi nghe coi tên gì kỳ vậy ông? Trời ơi, làm sao bà hiểu nổi? Chỉ có tôi mới biết được thôi à. Đâu, ông nói tôi nghe coi. Biểu ra. Dạ, dạ. Nó hỏi nhỏ cái này cái. Dạ. Hàng Y là gì? Dạ thưa ông, Hàng Y là áo rách ông. À, vậy hả? Ê, dạ. Còn Bạch Thủ là gì? Ủa, ông không biết hả? Dạ, Bạch là trắng, Thủ là tay, tay trắng, trắng tay. Tưởng gì? Đây, bay đi, xếp ra đi. Trời ơi, mày khỏi nói, tao cũng biết rồi. Trời ơi, ở đợi, mày đặt chữ nghĩa rồi nữa. Trời. Ông ơi ông. Hai cái thằng này nói chuyện văn chương chữ nghĩa y trong sách vở ông nghe. Bà có học hành gì đâu mà sách vở.
Thôi bà đi vô đây, bà đi vô nói với các con đi. À, tôi đây để tôi coi dò coi cẳng hai này. Bà đi vô đi, đi vô. À, từ sáng tới giờ cũng vì hai cái thằng này mà chưa được thằng rể nào hết trơn á trời. Ê, hai thằng bay. Dạ. Theo tao. Dạ. Nè. Dạ. Chỗ ngủ của hai đứa bay á. Ở đây hả ông? À. Rồi, mà tao báo cho bay biết nha, tụi bay chỉ ngủ được cuối canh 2, thấy không? Rồi cái phải thức dậy khởi đầu canh 3. Ủa? Trời đất ơi, như vậy thì đâu có ngủ. Vậy thì đâu có ngủ không? Bậy bậy bậy, phải ngủ con à, phải ngủ con, đừng có thức mất sức lắm. Phải không? Tao có tính tao thương người, tao giữ gìn sức khỏe lắm. Dạ, cảm ơn ông. Biết không? Dạ. Đứa nào cũng phải ngủ sớm nghe chưa? Nếu mà thức trễ á, thì tao cúp lương ngày đó. Còn tới qua thì hai chú mày phải nhớ à, phải đứng phía ngoài. Đứng ngoài là sao? Là phải đứng xa rồi múc nước tưới qua, biết không? Chứ không có được đứng gần nó dập. Qua khúc qua mày nó dập là tao nhặt tay à. Dạ chúng con không dám mơ tưởng chuyện trèo đèo. Dạ chúng con đã biết thân phận đói nghèo. Đem thân làm kiếm cơm thì chúng con phải luôn lo công việc chăm nom. Lời tao đã dặn bay nên để bụng. Nếu mà hành động khác hơn thì đừng có trách tao à nghe. Ê, dạ. Giờ tụi bay nghe lời tao dặn nè. Dạ. Khi nào mà tụi bay thấy tao ngái á, nghe không? Thì dạ, tụi bay mới ngủ. Dạ. Nghe không? Dạ. Mà tụi bay mà để mà ta không làm đúng vậy á là đừng có trách tao, nghe chưa? Dạ. Nghe rõ chưa? Dạ rõ. À. Dạ thưa ông. Sao? Dạ ngủ ở ngoài này lạnh quá, có mền mùng gì không ông? Mền cái gì? Không có mày. Mày đặt đắp mền được chứ nó nóng nực. Ngủ vậy đi cho mát con. Thôi tao vô nghe. Nhớ à. Lộc đệ, đợt đầu coi như thành công rồi đó. Nhưng anh cho em hai thêm một lần nữa là cuộc thử thách này sẽ còn đầy dẫy cam go cho tới lúc thành công. Hồng huynh à, nếu hai anh em ta không cương quyết thử lòng hai người đẹp để thành vợ thành chồng trong mai hậu thì làm sao em chịu đóng vai trò kẻ dạng như thế này đây? Lộc đệ là một ông vua giỏi, đâu phải chỉ biết ngồi chiếm chệ giữa Long Ngai. Do đó phụ vương mới truyền sai anh em ta hòa mình cùng khắp muôn dân để mai hậu điều hành việc nước. Vua có đói khát mới có biết vì sao dân đói khát, có gian truân mới rõ vì đâu trăm họ phải gian truân. À, lần đầu tiên em mới hiểu được thế nào là rét lạnh của tàn đông khi sống dưới lớp một bần dân đang thiếu áo. Lộc đệ, em hãy cố ngủ đi. Em cố ngủ đi thì sẽ bớt lạnh ít nhiều. Học huynh à, nếu hôm trước á hả, các nàng đi trại hội ở kinh thành để cho vua cha chọn vô hiền, nếu mà hôm đó vua cha chọn hai nàng á thì anh em mình đâu có vất vả dầm sương dãy gió như thế này. Trời đất ơi, hoàng tử mà cho ngủ như thế này đây. Nhưng vua cha bắt mình phải đi đến tận nơi để xem tánh tình về gia cảnh của Trang Đài và Trúc Lan thì vua cha mới thuận ý. Ồ, nhưng mà từ sáng giờ anh em mình có gặp được mặt Trang Đài và Trúc Lan đâu. À, em còn nhớ mặt hai cô nàng đó không? Trời ơi, nhớ sao không nhớ huynh. Chúng ta đã biết mặt hai nàng đó từ hôm trải hội ở Kinh Thành rồi. Dạ biết rồi. Bây giờ chỉ còn một cách tốt nhất, anh em ta hãy đưa hai nàng vào giấc mộng. Ồ, hay, hay lắm. Đúng rồi, huynh à. Như vậy thì Hai anh em mình cùng nằm chiêm bao một lượt. Huynh ơi huynh, huynh thì gặp Trang Đài, còn em sẽ gặp cô Út Trúc Lan. Trúc Lan em, Trang Đài em. Dạ. Chị Trang Đài ơi, chị Trang Đài. Chị, em vào phòng mà không thấy chị, không ngờ chị ra qua viên này rồi. Chị ơi, chị qua đây em nói chị nghe cái này nè. Chuyện gì thì chờ tới sáng nói có được không? Không phải chị tiếc thời giờ với em, nhưng thật sự chị cũng đang bận tâm đến chuyện riêng của chị. Chuyện riêng của chị là chuyện gì? Chị có thể nói cho em nghe được không? Thì em nói trước đi, coi có trùng ý nghĩa với chị không.
chị ơi, suốt đêm nay em không ngủ được. Em đang nghĩ đến một ngày nào đó sau hội chiêu phu, bỗng nhiên có ba thằng đàn ông tóm cổ chị em mình, như người ta ra chợ mua ba con gà mái vậy. Đúng rồi đó. Vậy là em với chị đồng chúng cảm nghĩ. Và như thế thì sao cái hội chiêu phu này chị em mình không được cái quyền chọn lựa đức phu quân, vì phải tuân hành quyết định của sông thân. Từ xa xưa trước đã có lời răn dạy cổ nhân về chuyện chồng vợ trăm năm. Bước vô quy xa phòng quê hương lược, phải theo câu áo mặc sao qua hỏi đầu cha mẹ chọn nơi nào, thì ta phải cúi đầu dân theo dẫu lòng mình không yêu. Chị ơi, nếu đã trót yêu một người mà phải sống cùng người khác trọn đời, thì đời qua như đêm vùi xuống mồ. Hỏi chiêu phu này làm khổ đời em. Và chắc chắn, chắc chắn là tình yêu đó sẽ mang đến nhiều đau khổ. Tại sao lại phải đau khổ? Bởi vì mình yêu một người mà phụ thân gả cho người khác. Em không có chịu vậy đâu. Em không thể yêu ai khác ngoài chàng, dầu kẻ đó nó là một ông hoàng đi nữa. Cha mà gả ép em thì em tự tử cho coi. Ê, đừng đừng lo, đừng ngại, đừng khờ giải quỷ mình, rồi đâu sẽ vào đó nếu ân tình kia dữ dàng. Lộc đệ, em mơ thấy gì mà em la lớn dữ vậy? Hồng Quỳnh ơi, em mơ thấy mình cùng người yêu dìu nhau trên bước đường trải đầy hoa găm. Nhưng không biết rồi đây mộng trở thành hiện thực hay đôi ngã chia xa cho tan vỡ giấc mơ tình. Để hai kẻ hai phương trời cách biệt trên nỗi nhớ niềm thương quặn thắt giữa tim mình. Người yêu bé nhỏ ơi, tôi chỉ là kẻ nghèo hèn tại trắng, nhưng xin cho xem thường đành ngoảnh mặt quay lưng. Hãy chắc và bên lòng chờ đợi đến ngày xuân cánh bướm hào hoa sẽ trở về cùng hai đường tươi thắm. Kiều hoa sẽ đến rước em đưa vào cung cấm, khi điều phục dương con tay mạnh áo cơ. Quỳnh à, Hồng Quỳnh, em mới thấy đây giờ đâu mất tiêu rồi Quýnh. Thôi bà ngủ đi, mơ mộng hoài. Ngủ nữa hả? Trúc Lan em ơi, ráng chờ đi em, rồi sẽ tới ngày đó mà Trúc Lan. Trúc Lan, em có nghe gì không? Người ta đang mơ ngủ mà. Mới ngủ mà sao, mà sao biết chị em mình tự tử mà cắn ngăn. Chị ơi, cái chàng này đẹp trai quá, cái mặt hao hao giống như là em ơi, cái chàng đó là của chị đó nè. Cái chàng kia là chàng của em nghe. Thôi đi vào, để cha ra bất tử là chết cả. Lạnh quá, lạnh quá. Chị ơi, chàng của em la lạnh kìa. Đi em lấy áo đắp cho chàng nghe chị. Đi. Ôi, lạnh quá, lạnh quá. Ê, cái chàng của chị cũng lạnh nữa kìa. Đi
nghĩ thì chị lấy áo rách cho chàng đi. Ờ ha, chị không thể để cho chàng chịu rét mướt giữa đêm đông, chị phải lấy áo đắp cho chàng. Rồi, nó ngủ rồi, nó ngủ rồi. Dội. Con nói nó ngủ rồi. Ngủ hả? Nó ngủ rồi. Tao nói mày ngủ. Nhưng mà con nói nó ngủ rồi. Nín mày không có cãi nha. Mày nói nó ngủ rồi hả? Hồi nãy giờ tao với em tao đứng đằng xa nghe hai thằng này nó nói cái mà chuyện. Nó nói là tối nay nó ngủ ngoài này sương xuống nên nó nóng. Hai thì tiểu thơ mới nghe nói nó nên nóng mới lấy mền đắp cho nó. Vậy mà mày nói nó ngủ rồi hả? Trời ơi khùng quá. Ấm mơ nó ngủ hả? Nó ngủ rồi nè. Công tử không tin phải không? Coi nè. Chắc là phải không? Đó, nè, coi nè. Đó. Thấy không? Ngủ nè. Đúng rồi. Thằng kia nè. Nó ngủ rồi hả? Nó thấy không? Bây giờ ngủ chắc rồi. Chắc ngủ rồi phải không? Ừ. Lấy lửa đốt mặt nó cho tao. Mình làm vậy người ta nói mình ác, cái mà ác lắm. Bây giờ lấy cái kim đâm vô trong con mắt nó được rồi. Ờ, làm vậy không có tội ha. Đúng. Bây giờ không nói nhiều, mày giết nó cho tao. Nên nếu hai thằng này còn sống trước sau gì nó cũng chinh phục hai tiểu thơ nhà này. Trời ơi, hai thằng này nó ở đợi mày làm gì chinh phục hai công tử, nghĩ sao chứ mà... Nghĩ sao mày? Nó ở đợi nhưng mà nó cái mà đẹp trai anh tao. Nè, mày lại mày nhìn kỹ cái thằng này coi. Đâu? Phải nó trắng trẻo hơn tao không? Đâu, coi. À, đúng. Rồi mày lại mày nhìn cái thằng nằm đằng kia coi. Phải nó cao ráo cũng đẹp trai anh tao không? Phải không? À, đúng. Rồi mày lại đây tao biểu mày. Biểu mày. Nè, bây giờ mày nhìn kỹ cái nước da tao coi. Nước da tao là nước da bánh ít ngọt, mà thắng quá lửa, bây giờ nó thành nước màu rồi, mày thấy không? Nè, rồi mày nhìn cái mặt của tao đi, rồi mày nói chuyện, nói cho nó biết em. Đó, mày thấy cái sắc đẹp của anh tao ghê gớm chưa? Đèn tỏa đăng mà thắp bốn ngọn kê sát mặt đó. Vẫn tao tối như thường. Thấy. Tao thấy gì? Thấy hai cái hàm răng trắng toát. Mày, bây giờ không nói nhiều, mày giết hai thằng này tao sẽ thưởng cho mày 20 lượng vàng. Thưởng 20 lượng vàng? Trời ơi quá đã. Nghe chưa? Dạ nghe. Mày nghe anh tao nói chưa? Dạ. Mày giết hai thằng này anh tao thưởng cho mày 20 lượng vàng. Dạ. Ê, cái này mỗi anh em mình chia đều một thằng mà 10 lượng. Không, anh lớn anh 11, tôi nhỏ tôi 9 thôi. Rồi tao cũng chấp nhận, chịu lép mày một cái đó. Bây giờ giết nó cho tao. Trước khi nó chết, tao sẽ thưởng cho mày thêm một chỉ. Mày gạch nên nát mặt nó cho tao. Chi vậy? Chi vậy? Để cho nó thành con ma xấu. Ờ, đúng. Để nó thành con ma đẹp, nó làm rối nghĩa địa hết. Đúng. Xóa sổ nó cho tao. Nè, dao nè mày. Dạ đây, được cho con. Mau lên mày. Dạ. Với con dao, chỉ cần một dao là sẵn ráo. Trời ơi, dạ. Nó giết mà nên nó la cái giết người mà nó la. Mày phải chết con là trời ơi mày nên né mới bay vô đầu tao một cái cốp đúng gì vừa mày. Thôi mày không có làm được chuyện gì hết, để tao. À, công tử giỏi vậy. Cầm mày gì dao lên em. Đưa anh dao đây. Đó, cầm lên em. Đây nè, lần đầu tiên coi tôi học giết người. Mày đứng đây coi em tao giết người mà mày học hỏi nè. Để tao. Bây giờ giết thằng nào trước đây? Anh hai giết thằng này trước nè. Thằng này ha, không được.
mập quá đâm không có lũng. Trời ơi, giết người mà còn mập ốm nữa. Bây giờ ta lại ta giết thằng ốm chắc ăn hơn. Trời ơi, giết lẹ đi. Nè, gì? Đâm ở chỗ nào nó mau chết. Mày đâm ngay lỗ cái mà lỗ tai nó. Trời ơi mình chỉ giết nó, mình sẽ mang tội với trời Phật. Bây giờ mày đặt, mày vô nói với viên ngoại tống cổ hai thằng này đi mà mau mày. Đúng rồi. Làm sao mà tống cổ nó đi được? Thì mày nói nó tham lam. Nhưng mà con thấy hai này hiền lắm, đâu có gian tham gì đâu. Thì mày vu khống cho tụi nó là hai đứa tham gian lấy đồ ở mãi gia trang, nghĩa là nhà ngươi lấy trộm một số vàng, đem đến chỗ tụi nó dắt vào trong lưng rồi lớn tiếng tì hô. Ô quả thật là kế mưu tiệt chiêu tao đã hiểu rồi. Khi viên ngoại được mời ra đây thì tụi nó bị đuổi cái mà đi ngay. Hay quá, lúc đó thì chính tay em sẽ xét tìm tang vật tụi này làm sao tránh được tội gian tham. Vậy nhà ngươi hãy hành động mau lên, chớ lấy vàng của viên ngoại cho em xui rồi trở ra đây tiếp tục lo đến phần kết cuộc. Hãy cậu hãy yên tâm sẽ xong xuôi mọi việc, ta sẽ vào mắt xanh người đẹp. Kế mưu của hai công tử hay quá. Bây giờ hai công tử đứng đây để em vô lấy vàng nha. Mày em lấy chìa khóa luôn nha. Rồi đi mau lên, lên. Dạ. Mau lên đi. Bàn tay của anh em mình không cần gì giấy máu nhưng vẫn loại trừ hai tình địch ra cái khỏi đây. Đúng rồi. Rồi đây hai tiểu thơ sẽ lọt vào hai đứa tụi mình. Dạ đây. Dạ đây vàng. Vàng này ở đâu mà mày có? Dạ vàng của viên ngoại gửi em cất riêng á. Để rồi. Cái mà làm gì? Để lâu lâu hai thầy trò xuống kinh thành quậy bữa cho đã quá. Dạ, đó. Vậy là có thủ bút con mày này thấy không? Chỉ là nhét chung. Thôi được rồi, trời sắp sáng rồi. Bây giờ nhẹ tay mày nhét tụi linh hai. Dạ đây, để em vô. Mau lên. Để em đây. Thằng này hai lượng đó. Thằng kia ba lượng. Rồi xong xuôi. Rồi xong rồi, bây giờ hai công tử ra ngoài đi. Nè, nhớ nghe, khi nào em la lên thì ấp vào coi như cái chuyện này tình cờ không biết gì hết trơn nha. Rồi. Nhớ nghe. Rồi đi ra ngoài lẹ đi. Vẫn còn ngủ say. Cho hai đứa bay chết. Ê trời ơi, ăn trộm. Cái gì đó? Ăn trộm hả? Ở đâu? Ở trước giường á. Ở trong giường? Trời ơi, vậy thì bắt nó cho tao. Dạ ông yên tâm đi, con khóa cửa rồi, ông đừng có sợ. Vậy hả? Dạ. Đi ra ngoài đó kiếm coi, bắt nó cho tao, lại lên. Ê trời ơi, ông ơi. Hả? Năm lượng nhà ông gửi cho con đó. Còn không? Mất rồi. Đừng giỡn. Mất rồi. Thiệt hả? Thiệt. Trời ơi, không đâu đâu rồi. Năm lượng da của tao mà mất là trời ơi, tao khổ đâu. Thì bây giờ sao ông lục soát hay sao? Bây giờ mày phải xe hết cho tao lẹ lẹ. Dạ, lục soát. Ê. Hai kia, đứng lại. Xét nó. Đứng lại. Thưa ông, nhìn hai này còn bán tính bán nghi lắm. Hả? Nghi hai này chắc ăn trộm quá. Phải không? Phải, nhìn cặp giò nó thôi cũng biết nó ăn trộm liền. Sao mày thấy vậy mày? Trời ơi, mày nhìn cặp giò là sao mày biết nó ăn trộm? Ông thấy không, hai cái giò nó chụp coi chạy ha. Mà cái đầu của nó còn suy nghĩ. Đó, thấy không? Đúng rồi, nó chạy mà cái đầu nó suy nghĩ phải không? Đúng. Như vậy tao ra lệnh cho mày, xét nó. Dạ. Có, nếu mà có đó mày xét mà có đâu. À. Chặt tay nó. Ừ. Vậy thì ông vào lấy dao. Treo trước cổng luôn. Vào lấy dao đi ông. Chọt vô mặt nó. Dạ. Móc hai con mắt nó. Dạ. Nó không thấy đường ăn trộm nữa. Vào lấy dao. Tao vô lấy dao. Khoan. Dạ. Dạ thưa ông. Hả? Để chứng tỏ cái lòng trung thành của con đối với ông từ trước đến giờ. À. Dạ trước nhất con xin tự xét con trước. Vậy hả? Nè ông coi nè. Đó. Bắt đầu. Rồi rồi
Rồi, tao tin mày rồi. Không, đừng nhảy nữa, cái tướng mày nhảy kỳ quá. Thôi đừng nhảy nữa con. Được rồi, tao tin mày. Dạ. Như vậy là mày không có, vậy là hai thằng đó phải không? Dạ đúng. Được rồi, vậy thì tao vô lấy dao. Dạ khoan. Cái gì đó? Dạ thưa ông. Dạ nếu ông xét anh em con có ăn trộm 5 lượng vàng của ông á, thì anh em con hoàn toàn chịu tội. Đúng rồi, mày ăn trộm mày phải chịu tội chứ mày nói gì nữa mày. Dạ đúng. Dạ còn nếu không có thì xin ông bồi thường danh dự cho anh em con. Ê, bồi thường danh dự rồi nữa chứ. Ê, này chưa dễ để chỉnh tao mày thấy không? Được rồi, bồi thường danh dự mày cái gì? Dạ thưa ông, đúng 5 lượng vàng. Trời ơi, chuyện đó thì không được. Ê, ông nhận đi, nhận đi. Sợ gì nữa, nhận đi. Ờ, được không mày? Được, được, bảo đảm. Bảo đảm. Nó bồi thường 5 lượng lận đó. 5 lượng lận. Trời ơi, nhiều lắm chết tao à. Nhận đi, nhận đi. Nhận hay không? Nhận. Rồi, được rồi. Mày yên chí, nếu mà có không bảo đảm? Có. Bảo đảm không? Bảo đảm, rồi, bảo đảm. Tao bảo đảm cho mày, nếu không có thì tao bồi thường 5 lượng nha mày. 5 lượng lận. Rồi, đảm. Tao bồi thường 5 lượng. Được rồi, chờ tao. Tao vô lấy dao cho tụi mày biết. Tao đi đây. Bồi thường 5 lượng vàng rồi ha. Trời ơi, vô đây ở đợ. Còn mày đặt là ăn cướp, ăn trộm nữa ha. Đứng yên mày. Không có nhúng chết mày. Khoanh tay lại, để tao xét. Tao xét mày sao trước thôi coi. Gì vậy? Làm gì dữ vậy? Nhột. Nhột gì? Trời ơi, tao trai tao nắm mày thôi, cái mày làm nhột nhột. Trời ơi. Gái nắm mày. Trời giết ơi, tao chết đi, giết tôi chết đi, giết tôi chết đi. Trời ơi, chết nghe con, chết nghe con. Trời ơi, sao không có kỳ vậy ta? Ê, còn kia khoanh tay lại mày. Dạ, 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 khoanh tay. Tao xét coi sao trước. Ở trời, sao không có vậy ta? Nhột. Nữa, cũng nhột, nữa, cũng nhột, nữa, cũng nhột, nữa. Đứng im mày. Ủa, trời ơi, mình nhớ nãy mình nhét vô. Ê, ê, còn hai cái túi đồ của tụi bay đâu? Hả? Dạ, túi hành trang hả? Ờ. Dạ, đó, con để đó. Trời ơi, đúng là chuyên nghiệp quá mày, để tao lục mày có là mày chết với tao. Trời ơi, ăn trộm ăn cắp hay con. Ê, trời ơi, 5 lượng vàng sao có gì trời, chết rồi, trời ơi, chết con rồi. Ê, trời ơi. Tao hỏi mày, Mã Đạt. Dạ. Có chưa? Có thì chặt tay nữa cho tao. Dạ khoan, xin ông ấy dừng tay lại cho con khoan bài mỗi lẻ. Làm tao hết hồn mày. Có nghĩa là hai thằng này không ăn trộm vàng trộm bạc chi đâu, ông hãy tha thứ cho hai thằng ở đó. Nát. Trời ơi, tao mệt mày quá, tao đang mà. Tao đang hồi hộp, tao đang lo mà mày làm cái gì vậy? Hả? Có không? Có không? Không có. Không có thì mình nói không có. Mày còn giả quen rồi chứ vậy hả? Ông tha lỗi cho con. Trời ơi, không có mà dám nói tao có. Tới phiên mày chắc tao chọt cho mặt mày quá. Dạ. Trời ơi, không ngờ. Không ngờ 5 lượng vàng của tôi không canh mà nó bại. Mà vàng bại thì đau lòng xót dạ lắm. Bởi vì chuyện gì? Chuyện gì? Trời ơi, đang ngủ mà nghe cái gì vàng? Cái gì 5 lượng vàng? Lượng vàng nào? 5 lượng vàng nào? Nói. À, ông dâu vàng ông cho ai? Ông dâu vàng ông cho con nào? Lại. Đâu? Vàng đâu? Vàng nào hả? Bảy. Trời ơi, tôi nói với bà là 5 lượng vàng đó là cái... Dạ thưa ông. Dạ thưa ông, xin ông hãy giữ lời hứa. Xin ông bồi thường danh dự cho anh em chúng con đúng 5 lượng. Trời ơi, tôi đang mất của, tôi đang tức mà nó còn biểu tôi bồi thường. Thằng này làm như vậy. Ê, tao bồi thường cho mày rồi, ai bồi thường cho tao mày? Dạ kính thưa viên ngoại và phu nhân, hai anh em chúng con sẽ bồi thường 5 lượng vàng cho viên cái mà ngoại. Trời đất. Ủa, ở đâu, ai vậy? Dạ ở đây là đây? Hai công tử mà giữ hội chư phu, con có hẹn hồi sáng đó ông. Vậy hả? À, trời ơi, tưởng ai. Dạ xin kính chào hai người. Dạ không quen. Dạ chào viên ngoại. Ê, có quen không? Dạ quen lắm á, tại viên ngoại không biết á. Vậy hả? Dạ thưa viên ngoại, chúng con ghé Gia Trang rất buồn khi thấy viên ngoại không vui. Vậy để chúng con bồi thường 5 lượng vàng cho viên ngoại. Và để buổi hội chiêu phu qua cái khỏi phải cái mà buồn ngủ. Lòng. Trời ơi, nói đã lâu rồi tôi nghe mệt rồi mà còn nói chật nữa, trời đất. Bây giờ làm sao? Dạ, mời công tử ngồi. Dạ, cảm ơn phu nhân. Anh hai, rồi em ngồi đâu anh hai? Cái mày đứng sang hơn. Nè, còn ông. Bây giờ tôi hỏi ông vậy chứ 5 lượng vàng ở đâu? 5 lượng vàng ở đâu? Nội cho mau, 5 lượng vàng ở đâu? Từ từ mà làm dữ vậy? Ai coi bói coi tay coi ngay coi xéo coi méo coi tròn, bất của không còn tìm ra tức khắc. Ai coi bói
Ý, may quá có ông thầy bối. Trời đất ơi, có ông thầy bối là ông biết tại tôi, ông tới số với tôi nghe, tôi coi năm lượng vàng ở đâu nha. Làm dữ vậy bà này sao? Má Đạt, má Đạt. Trời đất ơi, mày ra mày kêu ông thầy bối vô cho bà coi. Đỡ đó hoài vậy. Trời đất ơi, không kêu, tao đi kêu luôn. Bà này có tật cũng vậy. Ào ào ào, chỉ ăn hiếp mình không. Dạ, dạ mời thầy, dạ. Dạ, dạ thưa thầy, dạ em nói thầy nghe, dạ nhà của em đó thầy. Dạ. Thầy biết. Dạ thầy biết, dạ dạ em nói thầy nghe, dạ của em vừa mới mất Mất trộm phải không? Dạ, dạ mất trộm. Thầy mất ơi. Trộm đây không phải là mất trộm tiền. Dạ. Mà mất kim ngân. Ai dạ kim ngân, trời ơi hay quá thầy. Cái này là Quỳnh Kim chứ không phải là Bạch Kim. Trời ơi ông ơi, ông thầy này ông hay quá ông ơi. Tôi cũng thấy hay đó bà. Trời đất ơi, ông biết không? Trời đất ơi, ông nói hả, mình mất là mình mất Quỳnh Kim chứ không phải là Bạch Kim nha ông. Trời đất ơi mà Quỳnh Kim là gì mà Bạch Kim là gì ông? Bởi vì nói ra thấy bà dốt rồi à. Có nhiều đó bà cũng không biết nữa. Đây nè tôi dạy cho nè. Quỳnh Kim á là vàng. Thấy không? Bạch Kim á là bạc. Hiểu không? Hai cái đó là đi đôi đó. Thôi được rồi. Hỏi thử ông thôi con biết không chứ. Trời ơi mấy vụ đó tôi biết quá trời quá đất. Tôi ngủ chung với nó sao không biết. Trời ơi hay quá. Thầy hay quá. Dạ mời thầy ngồi. Xê ra cho thầy ngồi. Thầy ngồi thầy. Dạ dạ sao ạ? Sao thầy? Mới nhìn cái ghế này. Dạ. Sủ quẻ cho tôi biết. Dạ. Là có một tên ăn trộm mới ngồi đây. Ý trời đất ơi. Hay quá. Dạ dạ thưa thầy, trời ơi thầy hay quá. Dạ bà xã tôi, vợ tôi thấy thầy hay, tôi cũng thấy thầy hay nữa, cho nên là thầy làm ơn làm phước. Dạ thầy coi giùm coi năm lượng vàng của tôi hiện giờ nó cư ngụ ở đâu vậy thầy. Dạ tội nghiệp. Dạ dạ thưa em muốn nhờ thầy coi giùm em vậy. Thôi được rồi. Trời đất Phật ơi, cái mặt ông vậy, cái mặt ông thầy bói vậy, ông xưng em với ông, cái mặt ông đinh đóng còn không lũng nữa. Bà sao cái gì bà cũng chọt chọt vô đó. Trời ơi, ý bà muốn chửi tôi, bà nói mặt tôi dày phải không? Dày sau đó bà thương tôi, bà lấy tôi chi? Thôi cái gì cũng nói hết trơn à. Thì tôi mất của, tôi phải nói thôi, vậy. Thôi bà xuống nước vậy chứ. Dạ dạ dạ, kính thưa viên ngoại. Dạ chúng con xin nhắc lại cái chuyện hồi nãy. Xin viên ngoại cho đền bù lại năm lượng vàng mà viên ngoại đã mất. Dạ. Người tốt. Dạ đúng. Muốn làm quý nhân phải không? Dạ đúng. Phải. Dạ thưa gia chủ, theo sủ quẻ cho tôi biết thì tại cái mã gia trang này, tại cái quê viên này, trong số người này, vàng thao lẫn lộn, ngọc đá lập lờ, chưa biết ai là quê nhân, còn cũng không biết ai là quái nhân. Thôi nín đi ông nội, tự nhiên đâu vô dành ngồi, rồi bây giờ dành nói nữa. Nhường mà một người nói mà một chút đi. Dạ kính thưa viên ngoại và phu nhân, hai anh em chúng con rất vui mừng khi thấy viên ngoại và phu nhân không bị mất cái mà của, nhưng rất đau buồn khi thấy viên ngoại và phu nhân mướn nhầm hai cái kẻ gian tham. Nói bậy, hai người này là người tốt đó. Không dám tốt. Con của vua đó. Dạ đúng, trời ơi. Dạ thưa thầy đúng đó thầy. Dạ hai người này hồi trước là con của ông vua. Dạ còn bây giờ là bây là... giờ cũng là con của vua. Dạ dạ phải, dạ phải ông thầy nói trúng quá. Dạ cha con á là thường đóng vai vua. Vua hát bội trên sân khấu á bà. Dạ vua hát bội. Dạ 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 xin thầy thương em, thầy chỉ giùm em hiện giờ năm lượng vàng của em nó ở đâu. Thầy biết không, em nói thiệt thầy đừng cười. Xem xa dân nô em buồn lắm thầy ơi, nó làm như ruột em nó giật nó đau trong ruột lắm thầy ơi. Thầy coi giùm em muốn bệnh lắm thầy. Ê để từ từ năm lượng vàng đó phải không? À thôi được rồi, năm lượng vàng đó thôi đi ông ơi, nói hoài để ta nói với. Dạ thưa viên ngoại, chúng con xin tiếp tục và gấp rút trình bày ý nguyện của chúng con là xin được góp chung nhau năm lượng vàng trước sau. Thôi chờ có nói thêm hay mơ hành trang mau, nó ở trong đó đó,
ông thầy bói ông nói nó là lại. Nó là vàng. Thôi tôi không cần ông xí vô. Tôi xin thưa cho ông bà biết trọn, số vàng ăn trộm tôi đã nhìn ra. Dạ đây con xin dâng 5 lượng. Đó, nó ở trong cái bao này đó. Cái thằng đó mới lấy ra đưa cho hai cái ông này. À, quả đúng vàng của tôi đây nè, thấy không? Trời ơi, sao lại có chuyện lạ kỳ? Đâu có gì đâu kỳ. Cái thằng nhỏ này ăn cắp đưa hai cái thằng này đây. Mà đạt, thế ra tao nuôi ngươi như nuôi khỉ dồn nhà. Đúng năm nay là năm con chó mà. Thì ra mày dẫn ra mày mày phá mã gia tràng. Như vậy cũng không có sao đâu. Bây giờ gia chủ chỉ nhờ hai đứa con của ông vua trị là xong việc. Vậy hả thầy? Dạ, được. Nè hai con, nghe lời của bà ha. Kiếm cái cây, kiếm cái cây ha. Đánh hai cái đuôi cho bà. Cứ đánh nó đi, nó có chết, có tù tội thì ổng chịu. Không sao. Bà nói chuyện không ên không à. Tự nhiên tù tội tôi chịu kỳ cục quá. Dạ, kính thưa Dương Hoài, giờ để tụi con về cho yên ổn. Không, không được đâu. Đến đây rồi mà về dễ uổng lắm, phải không? Đừng có về, tụi bay giữ hội chiêu phu mà, phải không? Dạ, để hai anh em chúng con quỳ chứ phải. Không, quỳ. Đứng đó đi. Dạ, để con quỳ. Khỏi, vô trong tao gả cho. Dạ, vô buồn. Không, vô chuồng. Dạ, chi? Nó mới đẻ lứa này đẹp lắm. Trời ơi, bay, đánh vô. Đi. Khủng láo. Rồi, khỏe yên. Trời đất ơi, làm mệt. Dạ, chưa đâu. Ủa, chưa thầy? Dạ, tôi thấy chưa. Vì theo sủ quẻ cho tôi biết thì... Thì sao thầy? Dạ, mã sao? Gia trang này vừa bị cướp. Ý trời đất ơi. Cướp đây không phải là cướp tiền. Dạ. Cũng không phải là cướp vàng bạc gì hết. Dạ, dạ. Mà là cướp người. Trời ơi, ông ơi. Cướp người. Dạ. Ở cướp người. Dạ sao thầy? Dạ sao đâu thầy? đưa bàn tay tôi coi. Dạ, đưa bàn tay. Dạ đây. Thôi, bà để tôi đưa nè. Dạ thưa thầy, thầy coi bàn tay của em đi. Bàn tay em nó mập mà dễ coi lắm. Bàn tay ba ốm xương không coi không được đâu. Được rồi. Nha, đó. Đó. Không phải coi cái bề này. Ủa chứ thường thường ta coi chỉ tay ta coi như vậy không mà. Đó là mấy ông thầy dở. Còn tôi á, tôi chỉ cần coi cái lưng bàn tay thôi. Có cái lưng bàn tay. Dạ. Ông thầy này làm quá. Đây cái lưng này thầy đó, coi cho em đi đó. Rồi, đúng rồi. Dạ sao thầy? Cướp một người con gái. Hả? Cướp một người con gái. Gái. Được rồi. Dạ. Rồi. Dạ. Người con gái độ chừng 20-21 tuổi gì đó. Trời ơi ông ơi. Coi chừng con mình. Coi chừng con mình ông ơi. Bà chạy chổng coi 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 tụi nó còn đủ không. Thúy Anh, Trang Đài, Trúc Lan, có đứa nào ở chổng không? Kêu nó coi. Dạ con đây. Hả? Đứa nào đó? Dạ con Trúc Lan. Còn chị Thúy Anh của con đâu? Dạ chị Thúy Anh ngủ với con. Còn con Trang Đài? Chị Trang Đài ngủ bên phòng chị Thúy Anh, để con qua kia nha. Trời đất ơi ông ơi. Hả? Ông ơi thôi rồi. Vậy là con Trang Đài bị bắt rồi. Trời đất, con Trang Đài bị bắt. Trời ơi. Chị là Thúy Anh nào? Thúy Anh nào? Thúy cha con đi. Cái gì vậy cha? Làm cha hết hồn. Con nè con. Dạ. Đâu cho nhìn trời. Để cho nhìn. Đúng rồi, con mắt nó giống tôi. Đúng rồi, lỗ mũi nó giống tôi. Cái trán, không phải cái trán nó giống má nó. Cái trán tôi cao hơn. Con thấy rồi, như vậy là Trang Đài bị bắt rồi. Hả? Trời ơi, Trang Đài bị bắt rồi. Bị bắt rồi hả cha? Ôi trời ơi. Bị bắt từ lúc đầu hôm này. Đầu hôm? Ai vậy cha? Thầy bói đó ơi, con. Con ơi con, trời ơi mẹ nói con nghe con Trang Đài em con đi bị bắt rồi. Mà mẹ nghe nói là tướng cướp bàn tay sắt. Trời ơi con nhỏ nó như vậy làm sao nó chịu nổi nữa trời ơi. Gia chủ cứ yên tâm, không có sao đâu. Vì theo sủ quẻ cho tôi biết thì tên tướng cướp bàn tay sắt chỉ là tướng cướp bất đắc dĩ mà thôi.
bất đắc dĩ. Dạ, tôi một ngày gần đây thôi, gia đình của gia chủ sẽ sum họp. Dạ, cảm ơn thầy. Con của gia chủ sẽ về đây. Dạ. Chạy về đi hả thầy? Dạ. Mừng quá thầy. Thầy nói thiệt hả thầy? Thiệt, dạ, về trước thầy. Tết rồi. Dạ, trước tên. Thôi tôi đi rồi nghe. Dạ, thầy đi. Vì ngày hết Tết đến rồi tôi còn nhiều chỗ làm ăn lắm. Dạ. Thôi đi rồi nghe. Dạ, cảm ơn thầy. Ai có bói coi tay, coi xéo, coi ngay, coi méo, coi tròn, của mất, coi còn, của còn, coi mất, ai có bói. Thầy ơi. Thôi con đừng kêu không. Thôi ông thầy này dài quá, ông rau nó dài quá con. Thôi đừng kêu, kêu làm gì nữa, đâu còn coi nữa đâu kêu con. Bây giờ làm cách nào để cứu em con đây nè. Trời ơi. À, được rồi. Sao cha? Như vậy thì cha sẽ nhờ tổng đốc Quách Thầu Bao cứu em con. Ông ơi, thôi đúng rồi ông ơi. Sẵn cái hội chiêu phu này nè. Rồi mình kêu mấy cái công tử đó. Ai cứu được con Trang Đài mình gả phức nó xong rồi ông. Hay quá trời, bà này lâu lắm mới nói câu nghe hay à. Được rồi, tôi nghe theo lời bà. Tôi vô trong tôi viết bố cáo. Bây giờ tiểu thư tính sao đây? Tôi phải tìm gặp tên cướp núi bằng tay sắt. Tôi muốn đi cùng tiểu thư để hy sinh thân mình, để giải cứu cho tiểu thư Trang Đài. Tôi muốn hiểu vì sao anh mới vào nhà tôi chưa tới hai hôm mà anh dám hy sinh cho người thân của tôi được yên vui vô sự. Dạ thưa tiểu thư, nếu tôi nói tôi muốn làm tròn bổn phận của một gia nhân trung thành thì tôi sợ tiểu thư không trọn tin. Còn tôi nói tôi lo sợ cho Trang Đài hơn là tôi lo sợ cho bản thân tôi, thì tôi sợ tiểu thư cho tôi là kẻ xảo ngôn. Nhưng sự thật giữa lòng tôi lại chẳng khác xa nhiều, là chính hai điều ấy đã khiến tôi quyết liều mình sống chết. Theo tôi nghĩ thì còn một điều thứ ba nữa chứ. Dạ thưa tiểu thư, sẽ không có điều thứ ba. Có chứ. Vì nếu ai cứu được Trang Đài thì cha tôi đã hôn cho hai người duyên trúc mai đẹp tình lời giữ gìn khắc ghi giùm cho. Cha tôi đã ra lệnh truyền thì anh liền kiếm ngay dời chân. Lòng này pháp vòng vô cùng lo lắng, nói không nên lời vì sợ ô cánh qua xuân. Biết ai thấu chẳng cho mình chưa tâm tình phải xa lìa nhau. Hy sinh tấm thân không màng tôi sẵn sàng để cho tròn vui. Lòng tôi đã hiểu cho anh trót yêu nên liều liều thân. Khi đã yêu không cần phân vân dù hiểm nguy không ngại gian lao. Tiểu thư, khi tình yêu đã bộc phát trong tim thì không ai tìm chuyện kết ngăn, ai cản trở nhưng tôi khổ sở băn khoăn sợ nỗi khó khăn. Ai đã dương mang nhiều điều tai quả lá trà cháu rơi người mong tình ơi từng giọt lệ rơi ướt dầm đôi má thì con tim băng giá của tôi cũng rời ra cả tâm. Tiểu thư ơi trước mặt tiểu thư tôi không che giấu chuyện trong lòng, bởi tôi biết rằng tiểu thư đã cùng chúng cảm nghĩ tất cả đều không tan thành chuyện hồi chiêu phu. Không muốn tình cảm thiêng liêng kia bị xem như một món hàng mà người ta có thể đem bát vàng ra để đổi trang. Bởi người ta chỉ có thể yêu nhau bằng trái tim son sắt tròn đời. Tôi sẽ giúp cho Hàn Nghĩ không đau buồn vì hội chiêu phu, khi Hàn Nghĩ được xem là người hùng cứu em tôi thoát khỏi dòng nguy khôn. Dẫu Hàn Nghĩ là một người tay trắng vẫn được khổ
Bây giờ tôi phải đi ngay. Còn anh em tôi thì sao? Ta sẽ gặp nhau ở đầu ngõ vào thôn. Nhớ gặp lại sớm hơn để bắt tay vào việc. Thôi tôi đi. Dân. Quynh ơi. Hả? Tiếng ai giống tiếng thằng Út nhà mình quá vậy Quynh? Phải không? Đâu bây giờ để ra coi thử có phải không? Được, đem đi ra coi nghe. Giàu sang phú quý, phát lộc phát tài, quát xanh trẻ hoài, không trai nói dối, vợ chồng mong đợi mà chẳng có con, muốn đẻ sòn sòn, mời thầy đĩa ly. Trời Quynh ơi Quynh. Hả? Trời ơi, đúng là thằng Út nhà mình rồi Quynh ơi. Phải Út nhà mình không? Đúng nó rồi, nó đang đi vô đây nè Quynh à. Hai anh em mình đi lẹ để nó vô đây là bể hết. Đi Quynh, đi. Muốn biết đất quý nằm ở hướng nào, phải mời thầy vào chủ gia sẽ rõ. Sẽ rõ cái mà sẽ rõ. Sao mà đứng đó quay mặt vô trong. Tôi biết trong lòng hai ông muốn trốn. Thôi mà ra đây nói chuyện chơi mấy cha ơi, biết mấy cha là ai rồi, quen quá mà. Trời ơi Út ơi. Tâm đệ. Em đi đâu đây? Em đi đâu đây? Buồn đi chơi vậy chứ đâu. Tại sao em biết hai anh ở đây mà em đến? Tới đằng kia là biết rồi. Thấy mấy thằng cận vệ của mấy ông nó ngồi tử quán nó nhậu kia kìa, là biết mấy ông đâu đây rồi. Sao mà ăn mặc cái kiểu gì mà giống ăn mày quá vậy mấy cha? Trời ơi, nhỏ nhỏ vậy, cái gì mà ăn mày? Thì hai anh cũng cải trang để di hành như em, và để tìm hiểu dân tình. Hai anh muốn nhìn tận mắt, nghe tận tai những gì mà đám dân đen hằng mong mỏi. Nè, còn em, tại sao em cải dạng rồi em không cởi bỏ cái lớp áo tam hoàng tử của em đi? Em để như thế này rồi dân chúng giận ra em thì sao? Tại em thích như vậy thì em khoái mặc, như vậy thì em mặc chứ sao. Em mặc như vậy để cho mọi người người ta biết rằng em chính là hoàng tử Út khùng, nhưng không thích ở trong cung, chọn nghề theo ý thích, lập thân với đời. Tuy em mới khởi nghiệp mấy con thôi mà tên tuổi đã nổi như cái cồn rồng. Như vậy là anh rất vui mừng. Mừng cái gì Quynh ơi, thôi anh em mình đi Quynh. Vậy trời ơi, để em nói thử sao hai anh lại bốc đồng nè. Rồi cũng ngọc đổi lốt bằng dân lam lũ. À, hai anh muốn thử lòng hai thiếu nữ này đây, sao không dùng dương lệnh của vua ban? Thôi mời ông thầy địa lý rời khỏi gia trang dùm. Út à, hai anh đã tấu trình với vua cha, vậy á em phải ráng học hành để sau này vua cha sẽ nhường ngôi lại cho em chứ. Học hoài nó nhức đầu quá à. Học riết cái đầu em làm như nó hơi tàn tàn đó, anh thấy không? Thì em tàn quá còn gì hình như. Em chỉ khoái đá gà, khoái thả diều à. Chứ còn làm vua em không khoái. Trời ơi, anh biết không? Đá gà nó có những cái mê của nó lắm anh ơi. Anh mà có con gà hay rồi nghe, tảng sáng mà thả cho nó quần, nó bươi, nó gái, để cho con gà mái nó nằm trong cái lòng. Con gà trống nó chạy vòng, nó đập cánh, nó gái đã lắm. Trời anh ơi, mê tích luôn. Chưa nói tới là nó đá đó, nó đá mấy anh còn mê nữa. Ê nè, anh biết không, em có con gà đó, nó đá một cái là con gà kia nó bứt, nó văng cái đầu luôn đó. Đây nè, về đây anh dẫn cái đi chơi, có cái độ này ngon lắm. Con gà có nó nhỏ hơn mình 4 chấm, mà nó dám chấp mình ăn 8. Trời đất ơi, đã ghê lắm. Con của chả thấy dám, nó ngu lắm. Cái gì? Hả? Em nói cái gì? Thầy dám nào mà có con? Con nuôi. Trời ơi, không biết mà sửa mũi mắn nữa. Tại mấy anh không đi chơi, mấy anh đâu có biết. Đó, vậy phải đã không? Rồi mấy ông làm như... Trời ơi, làm như tôi ngu lắm. Ép biểu tôi làm vua. Trời ơi, làm vua nó bực bội, nó đủ thứ chuyện trên đời. Đi
bia cũng có người theo canh giữ, tắm cũng có người kỳ cỏ, mặc quần áo cũng có người mặc giùm. Nó làm như mình là con đó vậy. Mà con chứ gì nữa không con. Có con nào mà giữ cha mẹ đâu, chỉ có cha mẹ mới theo giữ con thôi. Trời ơi, út ơi, em đừng có nói vậy phụ dương nghe được, phụ dương buồn. Trời ơi, sự thật nó vậy chứ buồn gì nữa. Đây là chưa nói tới ăn nữa, ăn lại ăn đồ thừa của người ta nữa. Thôi. Trời ơi, em khùng quá rồi út ơi. Vua nào mà ăn đồ thừa của người ta? Chứ gì không phải. Vua đó nấu đồ ăn, bưng lên, sợ gian thần nó thuốc chết, bắt đầu bếp nó ngồi đó nó ăn coi chừng nào mà nó không chết rồi mới dám ăn, không phải ăn đồ thừa. Trời, chưa nói tới cái thứ ba nữa là đi ngủ cũng có người theo dòm ngó, thậm chí đến tôi chưa nói tới cái vụ kia đó đó. Gì? Cũng có người đi theo rồi ghi chép đồ nữa. Trời đất ơi, bực bội lắm anh ơi. Thôi em nín giùm anh cái đi. Út ơi Út, quên. Trời ơi, từ trước tới giờ anh em mình nghĩ ở triều đình á, thằng Út nó giả khùng giả điên để nó từ chối ngôi vị của vua, mà không ngờ nó khùng thiệt rồi Quýnh ơi. Nó khùng quá trời khùng rồi Quýnh ơi. Thiệt rồi em à. Ông nói trúng chứ làm như khùng vậy à. Nhưng mà nói trúng lắm, mà chưa nói tới cái vô nhân đạo nữa đó. Những người vô hầu vua đó, đàn ông á thì bắt người ta thiến hết. Rồi tiễn chi hàng trăm cung phi mỹ nữ vậy đó, mà có đi thăm viếng gì cho hết đâu. Bỏ người ta phòng không chiếc bóng, hiu quạnh lạnh lùng. Vậy không phải tội sao? Một mình em nói thiệt anh, chỉ chừng 3-4 cô là đủ rồi. Trời ơi, thôi đi em đừng có nói nữa mà. Thôi Quỳnh à Quỳnh, nó khùng quá Quỳnh ơi. Nó khùng thiệt rồi. Bây giờ em không đi phải không? Em ở đây phải không? Được rồi, hai anh đi Quỳnh, đi chỗ khác. Phải rồi à, đời bây giờ nó nhiều cái thay đổi lạ thường lắm. Những người khôn như mấy anh á thì lại đi ở đợ, những cái người khùng như tôi với lại làm thầy. Đây nè, coi thầy làm đây nè, mà học hỏi đây nè, coi thầy bắt đầu làm việc nè. Nó thầy nè đây nè, coi thầy nè, coi thầy đây nè. Thầy gì? Dạ thầy địa lý. Chào gia chủ. À, nhân dịp đi ngang đây thấy mã gia trang cất trên cái cuộc đất vô cùng quý giá, thành thử tôi ghé đây để báo cho gia chủ hay một tin mừng. Chắc chắn rồi đây, gia chủ và phu nhân sẽ làm cha mẹ vợ của vua. Ông thầy ơi, ông thầy hay quá. Ông thầy nói chuyện hay quá. Ông thầy nói đúng ghê vậy đó. Bây giờ mời ông thầy đi chỗ khác làm ăn giùm nha. Hai anh em chúng tôi còn lo nhiều công việc lắm. Đi ông. Khoan, ông thầy địa lý tự ý đến đây, đó là điềm trời. Muốn mời đi em muốn mời ở lại à, quyền của ông, hai đứa bay không được vô lễ nghe không? Đó, thấy chưa? Thầy mà gia nhân không có được vô lễ. Để thầy nói chuyện với gia chủ. Dạ thưa trang chủ, tôi xin nói tiếp. Bởi vì cây gia trang cất trên một cái cuộc đất hết sức là tốt đẹp, cất trên một cái lông mạch nó. Lông là rồng, mà rồng mới là vua. Chắc chắn ông gả con cho người nào thì người đó sẽ là vua. Dạ đây, hai thằng này là con của vua rồi nó. Dạ trời ơi, ông thầy nói hay quá. Dạ phải rồi, ông thầy nói là dạ cha con làm vua, mà vua trên sân khấu á, vua hát bội. Ông thầy hay quá, ông thầy ơi hay quá. Nà, gia chủ thấy chưa, tôi nói là trúng mà. Nó công nhận nó là con của vua đó, nhưng mà nó nói là vua hát bộ. Đi hát mà làm vua, mấy người hát dở làm vua lắm. Nó tụi nó là con của vua đó, mai mốt tụi nó cũng làm vua nữa. Ôi ông thầy này hay quá anh ha. Hay quá ông thầy ơi, ông thầy là hay quá. Kỳ vậy ông thầy. Út trời ơi, nói gì thì nói, đừng làm lộ tung tích của hai anh ra thì chết. Ông thầy ơi, xin phép tụi tôi đi làm công việc nha. Dạ thưa gia chủ, dạ con đi lo phận sự, dạ con đi làm việc, dạ dạ. Ở chơi, trời ơi chơi nói nữa mà. Rồi, gia chủ thấy chưa, nó sợ nó đi rồi. Nó sợ tôi nói trúng nó đi. Dạ xin thưa gia chủ, nói không phải khoe với gia chủ chứ. Sao? Nói thiệt tôi á, trên thông thiên văn, dưới thông địa lý, tôi có thể đoán biết hàng ngày ở trên trời dưới đất xảy ra cái chuyện gì nữa. Sao mà thầy biết giỏi vậy hả? Tại ông không để ý chứ, ông nhìn lên là ông biết liền.
Bây giờ tôi chỉ ông nhìn nha. Đó. Mỗi ngày ông nhìn lên trời, thấy mây trắng là trời có nắng, thấy mây đen là trời có mưa. Mỗi ngày ông nhìn lên trời, thấy mây đen là trời không có nắng, thấy mây trắng là trời không có mưa. Hay quá ông thầy, hay quá. Đó, đó là thiên văn nha, còn bây giờ là địa lý nè. Mỗi ngày ông nhìn xuống đất, thấy cỏ cây chết mất là đất đó có phèn. Mỗi ngày ông nhìn xuống đất, thấy cỏ hoa thơm ngát là đất đó tốt tươi. Hay quá, ông thầy nói hay quá. Dạ sẵn đây mời ông thầy vào xem dùm cái giường cái bếp ở nhà tôi á, nó có tốt không thầy? Dạ. Nếu tụi ông đến đây thì thôi, nếu đến là phải xem cho hết và nói cho hết. Nãy giờ tôi chưa vào trong nhà của ông bà, nhưng tôi biết chắc là cái giường ngủ của ông bà quay về hướng Tây, đúng không? À, dạ, không không thầy. Dạ, vợ chồng tôi ngủ cái đầu quay về hướng Đông mà. Đúng rồi. Dạ sao ạ? Cái này tôi đang nói là cái chân quay về hướng Tây mà. À, vậy hả? Nãy giờ ta đang nói cái vụ địa lý, biết không? Địa lý là cái chân. Dạ. Nó mà cái chân nó thuộc về âm. Dạ. Mà âm nó gặp âm thì nhà này xanh toàn lạng gái, không phải không? Dạ, dạ đúng rồi. Trời ơi, hay quá, hay quá. Ông này hay quá, ông này ơi. À. Nó, nếu như ông bà muốn đẻ con trai thì sao? Tối ngủ phải quay cái đầu trở lại, rồi kê cái gối cho nó cao lên chút. Nó như vậy là nó mới có dương được. Dạ thưa thầy, vợ chồng già tôi cũng muốn có dương lắm, để có con trai nối dõi tông đường. Nhưng mà lực bất tòng tâm. Thầy ơi khổ quá, bây giờ có quay đầu lại cũng không được gì đâu thầy ơi. Vậy là mất cái khả năng sản xuất rồi phải không? Nè nè nè, sao không được? Sao không được? Ông né hoài sao không được? Tôi nói được là được à. Bà sao kỳ quá. Dạ. Sao vậy thầy? Dạ. À, đừng. Dạ, đây là một cái điềm không tốt. Dạ. Dạ, sao vậy thầy? Mỗi lần mà cây gậy tôi nó rớt ra khỏi cái tay là nó có cái điềm chẳng lành. Trời dạ, điềm gì vậy thầy? À, để tôi coi. Hướng này là hướng nào? Dạ, hướng núi thầy. À, hướng núi. Dạ. Núi gì? Dạ, nói Xuyên Nguyệt Sơn. À, như vậy là hiện giờ trong nhà này đang thiếu vắng một người. Ê, trời dạ. Ơi. Dạ, dạ đúng rồi đó thầy, dạ đúng rồi đó thầy. Dạ thầy giùm ơn thầy coi coi, dạ con tôi giờ nó ra sao thầy? Khoan để coi. Ôi, như vậy là con của ông bà hiện giờ nó đã khuất núi rồi. Trời ơi, con đưa con đưa đi, con đưa chết lên đây trời ơi. Ôi. Dạ. Ai nói chết? Dạ thầy. Dạ thầy mới vừa nói nó khuất núi. Dạ đúng nói rồi. Nó khuất núi là nó ở bên kia núi. Ở đây mình nhìn không có thấy chứ ai nói chết rồi nào. Vậy hả thầy? Vậy là nó còn mạnh khỏe ha, tôi mừng quá thầy ơi. Dạ. Đừng còn nữa. Đây nè, coi cái đầu này nè, nó đang quay về một cái chậu hoa, đúng không? Dạ, vậy là dạ, sao thầy? Dạ, dạ đúng rồi thầy. Dạ. Nó, đây là chậu hoa, một trong chậu hoa là ba đứa con của ông bà. Dạ. Đó, phải không? Dạ. Dạ, 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 dạ. Mà cái chậu hoa này nó đứng nhầm cái địa thế này là hàng đêm đó, cái sao kế đô nó chiếu vô đây. Dạ. Thành thử ra là đây nè. Dạ, coi dạ, này dạ. Nè dạ, dạ. Cái chỗ này đáng lẽ là cái bông hoa. Dạ. Nhưng chỗ này lại là một cái lỗ trống. Đó, thấy chưa? Như vậy là con ông bà đã bị bắt rồi. Trời ơi, hay quá. Đúng quá bà ơi. Thầy chỉ nhìn cái lỗ chút xíu vậy thôi mà đã biết rồi. Thiệt tình thầy hay quá. Bà thấy không? Hay thiệt. Thầy ơi, bây giờ thầy coi giùm con coi, kẻ nào mà gieo tai họa cho Gia Trang này vậy thầy? Thầy coi giùm con đi thầy, tội nghiệp con quá thầy ơi. Để coi cái con mà gãy tai họa cho Mã Gia Trang này, con đó chính là một kẻ gian, một ông ăn cướp núi. Còn khoan gì vậy thầy? À, tại sao à, ăn cướp mà thầy kêu bằng ông? Ăn cướp nó đứng trước mặt ông dám kêu nó bằng thằng không? Dạ không. Vậy chứ kêu nó bằng gì? À... bằng ông phải không?
Dạ phải, dạ đúng. Vậy tại sao mà chọt vô mà cãi hoài? Cái kẻ mà gây tai họa cho má Gia Trang này, kẻ đó chính là một kẻ gian, một thằng ăn cướp núi. Còn ai? Gì nữa? Thầy cho tôi hỏi chút xíu. Sao hồi nãy thầy kêu bằng ông, bây giờ thầy kêu bằng thằng? Ông là ông kêu, còn tôi là thầy, tôi kêu nó bằng thằng, tôi đang hại tội nó mà. Đúng không? Dạ, dạ đúng. Đúng, tại sao mình lộn xộn quá, trời đất ơi, chết rồi. Xin lỗi, xin lỗi. Cái kẻ mà gây tai họa cho má Gia Trang này, kẻ đó chính là một kẻ gian, một người ăn cướp núi. Khoan, sao thầy đổi hoài vậy? Ông thằng đã rồi bây giờ lại kêu tới người. Bởi vì nó ăn cướp nhưng nó vẫn là con người, đúng không? Dạ đúng. Thì phải cho nó là con người. Trời đất ơi, sao giờ? Muốn nghe không? Không nghe là tôi đi à? Dạ dạ. Dạ xin lỗi thầy. Dạ nghe chứ không nghe dám... thì nói lần này lần chót nghe chưa? Dạ dạ, không dám chọt nữa đâu. Dạ. Cái kẻ mà gây tai họa cho má Gia Trang này, kẻ đó chính là một kẻ gian, một người ông thằng ăn cướp núi. Sao vừa ý chưa? Dạ đủ quá, đầy đủ quá. Không thắc mắc gì ha? Dạ không dám. Còn người thân của ông bà, đó là một cô gái trẻ. Trời ơi, đúng quá ông ơi. Dạ dạ, đúng là con gái của tôi đó. Thầy coi dùm, bao lâu nữa con tôi sẽ được trở về cho nó vui nhà vui cửa. Để coi, chỉ đôi ba bữa nữa đây, cô ba sẽ trở lại gia đình. Phải săn quá bậc anh hùng, cứu nó khỏi dòng hiểm nguy. Phải rồi, tôi thấy có một chàng trai đánh bọn Thượng Sơn, cứu tiểu thơ về. Tiểu thơ về rồi làm vợ của vua luôn. Thôi tôi đi à. Dạ thưa thầy, vợ chồng tôi kính mời thầy nán lại tệ Gia Trang này, chờ ngày vui sắp tới xin đáp đền ơn trọng hậu. Dạ dạ, đúng rồi đó thầy. Dạ, dạ. Không không, tôi không màng đáp tạ nghĩa ân cho người đời mãi mỉa, mà chỉ xin ông bà bạn cho tôi một dĩa cơm chiên trứng. Dạ trứng gì ạ? Trứng gì cũng được, để quất cho nó mà tiếp bước lên đường. Đi khắp đó đây, xem nhà, xem cửa, xem bếp, xem giường. Lò bếp để làm sao thì gia đình êm ấm, nhà cửa như thế nào mới được phú quý vinh quang. Ta đến giúp mọi người mà không cần nghĩ đến thân ta. Ta đến rồi đi, không ai có quyền cầm ta lại. Tôi biết rồi ông sẽ làm quan trọng đại, làm cha vợ của vua và ông ngoại của cháu mình. Linh ứng này sẽ bảo đảm chứng minh lời tôi thật tình đã nói. Một ngày gần đây sẽ vui vẻ cả má Gia Trang. Xin cứu ông bà tôi tiếp bước đi lang thang. Bao giờ thành sự thật ông thưởng ban cái gì? Thưởng ban gì đấy bà? Cha cái này khó suy nghĩ quá. Vàng thì mình cũng có, nhưng mà đưa vàng thì hao. Bà biết ý tôi hết trơn à. Vàng hao lắm không được. Để tôi suy nghĩ coi. Rồi, tôi suy nghĩ rồi. Bây giờ bà nghe lại tôi nghe. Bà xuống bà coi còn cơm không. Cơm hả? Cơm á. Cơm ăn đó. Cơm nguội, cơm nguội. Cơm nguội phải không? Được rồi. Không được. Hả? Cơm nguội ăn nó lạnh bụng lắm. Dạ. Nếu có cơm nóng mà tôi quất bụng với mắm sống được. Còn nếu không có thôi, xin cứu ông bà tôi đi. Chừng nào Mã Gia Trang có gã gái tôi tới tôi quất. Dạ quất gì thầy? Quất bụng. Thôi xin cứu ông bà tôi. Dạ. Phải đến xuyên Nguyệt Sơn. Dạ chào. Xin ông bà nhắm mắt lại cho kẻ này giá võ đằng chân nha.
Dạ. Chà, hôm nay thời tiết xấu quá. Ủa, bay không được. Thôi đây tới đó cũng gần, kẻ này xin đi ngựa. Đi ngựa mà không làm có dữ quá. Ồ, đẹp quá, đẹp quá. Anh Tài vui quá. Đứng đi ngựa mà đẹp quá. Dừng trận nghiêm kính, mừng quan tổng đốc thân hành viên mã gia trang. Lo lo lo. Trời ơi bà ơi, có quan tổng đốc đến thăm, chắc là ông mang xin lễ đến đi cầu hôn con trăng đài đó bà ơi. Là bà, trời ơi, nhưng mà con trăng đài nó đâu còn ở đây hả ông? Thì ông sẽ ra tay giải thuốc cứu nó. Rồi nếu hai ông thầy đoán không sai thì ông vua mới trong tương lai sẽ gọi tôi với bà là cha mẹ vợ. Trời ơi, tôi vui quá bà ơi. Bản chức là quách hầu, xin kính chào viên ngoại và phu nhân cho trọn lễ. Dạ, xin đại quan cứ tự nhiên. Dạ. Tể gia hân hoan tột bực khi được ngài đại quan tổng đốc ghé vào thăm. Dạ. Bản chức đến đây không phải với địa vị một cao quan, mà với tư cách một người mang sinh lễ khi gỡ bản chiêu phu mong tội y chân thành. Dạ, hân hạnh mời ngài ngồi. Dạ. Dạ, tể gia trang mong dành cho đại quan mọi sự vừa lòng, để lão gọi con nó ra đó chào đại quan cho phải lễ. Dạ, bà vô trong bà gọi. Không. Hả? Trời đất ơi, con nó còn đứa nào đâu mà gọi, đứa bị bắt còn hai đứa kia đi kiếm rồi. Dạ. Dạ, thưa viên ngoại, phu nhân vừa nói gì? Ngài tổng đốc ơi, tư nữ trang đài của lão vừa bị bắt rồi. Hả? Ai? Nhưng ai dám to gan làm việc đó chứ? Dạ, tương cướp bàn tay sắt. Tương cướp bàn tay sắt? Dạ. Tên cướp núi, nó trở lại Hàng Châu này để đòi nợ máu. Như vậy thì nó đã làm khổ ta nữa rồi. Ngài nói gì nữa ngài? Không. Tưởng ai chứ tướng cướp bàn tay sắt thì ta sẽ ra tay bắt nó. Nó sẽ bó tay trước quy vũ của kẻ anh hùng. Dạ, chúng tôi cũng tin rằng sẽ có kẻ anh hùng giải thoát cho trang đài, diệt trừ tướng cướp bàn tay sắt. Chỉ trong vài ba bữa nữa thôi. Và hai ông thầy nói cùng một lời, quả quyết nay mai sẽ có một người vào xương nguyệt sơn dung gươm anh kiệt, đưa thứ nữ trang đài về tái hộp gia đang. Viên ngoại yên tâm, tôi sẽ mang quân đi trừ diệt bọn cường sơn và giải nguy cho người đẹp. Dạ, chỉ có ngài tổng đốc mới làm được việc ấy thôi à. Thế nên tôi mới cho truyền rao khẩn trạng, là ai cứu được trang đài thì gia trang sẽ chấp nhận. Làm nghĩa tế của chúng tôi thật là xứng đáng. Là người đó ngoài quan tổng đốc chớ còn ai. Bản chức quyết đưa tiểu thơ về tái hợp gia đình. Dạ, đại ơn đó khiến tình nghĩa mặn nồng thêm. Và hai ông thầy còn nói thêm rằng vợ chồng tôi sẽ được làm cha mẹ vợ của vua. Nhưng ông nói gả cho vua, vậy là viên ngoại đã gả tiểu thơ cho vua rồi sao? Dạ không, tôi đã hứa gả nó cho ngài tổng đốc, như vậy là ngài tổng đốc sắp được làm vua. Vậy mà tưởng viên ngoại đã gả cho vua rồi. Đó là hai ông thầy nói, ông thầy địa lý ông nói gả cho vua, tôi tin ngài sắp làm vua. Phải rồi, hoàng đế đương triều thì tuổi tác quá già nua, còn các hoàng tử kia thì vẫn chưa nên người hữu dụng.
hoàng tử Úc thì chỉ mê chơi là không muốn làm vua. Thì tại sao ta chẳng có thể làm vua chứ? Dạ, thằng xin giữ chức thái sư. Viên ngoại sẽ được giữ chức thái sư và quốc trưởng. Dạ, ai mới nghe loạt tin hồng trên triều chính a. Hạ thần xin cúi đầu à, mừng quý linh muôn à năm a. Quả nhân miễn lễ. Dạ, cho quốc trưởng khỏi một quỳ à. Dạ, cảm ơn ngài. Hãy đứng dậy. Dạ, cho trọn bề làm ông nhạc. Dạ, xin đội ơn ngài. Trên tiên nhan ngưỡng ban hồng ân, ta nhân danh thái sư đương triều. Hồng bao dùng cùng bá quan dặn dò, từ lớn lần xuống đến người nhỏ, từ đại muốn chỉ phải tìm tới ta, muốn đi xa ở gần. Quốc trưởng muốn chi trên quả nhân? Dạ, quốc trưởng này xin được quyền thưởng phạt bá quan, được ký phép đổi đi xa hay rút gần về triều nội. Được phép chém trước rồi tấu sau, bất cứ ai có lỗi với quốc trưởng này phải không ngài? Chỉ có vậy thôi sao? Được, quả nhân nhậm tấu. Dạ, dạng tuê thanh hoàng. Khả gan thay cho gã tham quan đã đục phép của dân còn mù toàn soạn đế. Những lưới trời nào phải dễ lọt qua, mọi hành vi của ngươi đều lọt vào cặp mắt của ta. Rồi đây ngươi sẽ hiểu thế nào là hình phạt dành cho kẻ mù toàn soạn đế. Ai kẻ nào dám lộng ngôn như thế? Ai? Quách Thầu Bao. Hả? Ngươi đã vu oan gia họa cho gia đình ta, đã tấu trình với nhà vua cho dòng họ ta bị tru di tam tộc. Oan hận này ngươi phải trả. Hồn oan giấc dưỡng của ta về đây để đòi nợ Quách Hầu Bao. Hãy trả nợ. Bảo, cho ta hai phần ăn và một giò rượu. Chị, em hỏi thăm lão chủ quán chỉ đường về hướng Tây, đến ngã ba Huệ về tay phải. Lão còn nói gì nữa không? Lão ta nói từ ngã ba đến Suy Nguyệt Sơn gặp rất nhiều nguy hiểm. Em đừng lo, đã có chị. Tử Bảo, tính tiền. Các người là ai? Là ai? Lại thêm hai gia nhân nữa. Chị Thúy Anh, đúng là bọn cướp Xuyên Nguyệt Sơn. Em hãy cẩn trọng. Các người muốn gì? Muốn gì? Muốn đưa nàng về làm phó đại chủ, có được không? Im! Đúng là phường cướp núi. Em đâu rồi? Trúc Lan! Trúc Lan! Ai đó? Đứng lại! Thủ lãnh chưa về, xin trói vào đây. Đã
đồng quê được lệnh của thủ lãnh về đây canh giữ cứu úy. Đây lệnh. Đẹp, đẹp thật. Thì ra thủ lãnh suýt mất mạng vì một nhan sắc này. Nhưng không, chính ta đã mang nàng về đây thì ta phải thận chứ. Đồng quê, đây là người thân của ta, nhà ngươi không được vô lễ. Thủ lãnh nói gì? Người thân à? Không, tôi không tin. Tin hay không, đó là tùy ở đồng quê. Bây giờ nhà ngươi biết rằng ta không phải là một tên cướp, mà từ bấy lâu nay ngươi đã từng tôn danh ta là một thủ lãnh chơi kiếm sống tung hoành không biết gì là luật. Nhưng cuộc đời ta chỉ riêng mình ta hiểu, không ai biết được hận lòng bao năm dài ta chôn kín. Thủ lãnh vừa nói sao tôi nghe như chuyện quan đường. Một tướng cướp ngang tàn mà nói giọng thầy tu, tôi không hiểu. Tôi tỉnh hay tôi mơ, đã từng mong hãy lấy sao trời mà bây giờ lại dở giọng từ bi. Đồng quay, đừng tìm hiểu đời tư của ta. Nhà ngươi nên nhớ, dù mang danh một tướng cướp, những gương của ta chưa hề vậy mà. Thôi, ngươi hãy đi đi. Muốn dở giọng thầy tu, hãy quay về chùa ma tổn niệm. Còn ở đây, chính ta mang về của quý ấy thì ta phải thụ hưởng. Đồng quay, đồng quay, bao năm trời ngươi gian khổ theo ta, để trả lại ơn ngươi ta tha cho ngươi mạng sống. Nhưng hãy bỏ nghề thảo khấu mà sống một cuộc sống hiền lành. Dạ, đội ơn thủ lãnh tha mạng. Dạ, đội ơn thủ lãnh. Dạ, xin mời nhị vị thượng khách của cung vàng bước vào đây để cho kẻ tiện dân vòng tay thi lễ. Tên Cường Sơn đâu? Tên Cường Sơn đâu rồi? Tại sao nhà ngươi không ra lệnh giết ta đi? Nhà ngươi còn giở trò gì nữa đây? Thưa, kẻ tiện dân này muốn nói rằng trước khi vào đây, kẻ tiện dân này đã được tiếp chuyện cùng với một ông thầy bói. Lại cũng chuyện ông thầy bói? Mà chuyện ấy có liên hệ gì đến chúng ta? Ông thầy bói nói rằng chốn sào huyệt quan du của kẻ tiện dân sắp được vinh hạnh ngàn vàng là đoạn rước gót son của hai thượng khách nơi cung hoàng ngự giếng. Lộc đài, anh nghe giọng nói của người này không có vẻ gì là ăn cướp hết. Đúng rồi huynh à. Nhưng mà tại sao nó biết được tông tích của anh em mình? Huynh à, vậy thì mình còn giấu giếm làm chi nữa? Phải, anh em ta là nhị vị hoàng tử đây. Lão thầy bối kia đã nói gì với nhạc ngươi? Kính thưa đông cung và nghị điện, ông thầy bối ấy nói rằng trên đường hành hiệp đến Mã Gia Trang, nơi nhị điện và đông cung cái vàng bần dân để tìm biết dân tình và thử giả người mình yêu tha thiết. Sao thằng này nó lại biết hết trơn? Huynh à, bây giờ mình tìm biết nó rõ hơn, nguyên do nào nó trở thành Cường Sơn, và tại sao nó lại bắt cóc người mộng của huynh?
và nỗi cung xưng như có chỗ thâm tình. Mình hỏi ông thầy bói thì sẽ rõ hơn. Kinh thưa nhị điện và đông cung, kẻ tiện dân xin được làm vừa lòng là đưa ngay ông thầy bói đó tới để đối diện cùng nhị điện và đông cung. Đêm cuối năm mình gặp toàn là chuyện may, bắt người yêu mình thì sẽ trả người yêu lại ngay. Ăn cướp bắt mình mà nó chẳng dám ra tay. Năm mới tới đây mình gặp may vô cùng, lão thầy bói đâu rồi, hãy đưa gã đến nơi đây. Lão thầy bói đâu, lão thầy bói đâu, hãy đưa gã đến nơi đây. Ông thầy bói, tại sao ông cũng có mặt ở đây? Ông có mặt ở đây từ bao giờ? Lão có mặt nơi đây từ một năm nay để chờ ngày hành nghiệp. Bởi lão với tên Cường Sơn đây tuy hai mà một, vậy trước mặt nhị điện và đông cung lão xin cởi lớp một ông. Và kìa, ông thầy bói đây là một chúa Cường Sơn nhưng chưa hề dây mau, là người duy nhất được tồn sinh của một gia đình bị tru di tam tộc, bị luật pháp truy tầm nên phải sống ngoài dòng luật pháp đợi minh quang. Nhà ngươi là kẻ thù của luật pháp, mà chính ta là kẻ thù đang đứng trước mặt nhà ngươi. Nhà ngươi còn chờ gì mà chưa rửa hận với máu tươi của những kẻ dính dáng đến một lĩnh truyền khiến cho ba họ phải đầu rơi. Nếu chỉ muốn có thế thôi thì kẻ tiện dân đã lắm lần tội nguyện, chứ đâu có bảo toàn cho nhị điện và đông cung. Bởi kẻ tiện dân không trách hờn lĩnh kim thượng ở triều Trung, chỉ hận kẻ tham gian đã du oan cho gia phụ. Dù cha kẻ tiện dân đã nằm yên dưới mộ muôn đời, anh linh gia phụ cũng phải được ngắm cười nơi chinh sông. Thì ra nhà ngươi là con của quan Giang Nghị Dương Trung, nhà ngươi là Dương Khắc Nhật. Dương Khắc Nhật, nhà ngươi có liên hệ gì với Trang Đại? Tại sao nhà ngươi bắt cóc Trang Đại? Không, không phải tôi bắt cóc, mà tôi mời tiểu thơ Trang Đại về đây với một ý định khác. Ý định gì? Hỡi tên Cường Sơn thảo khấu kia. Thưa thủ lĩnh, chúng tôi vừa bắt một cô gái. Chờ lệnh thủ lĩnh. Chờ lệnh ta. Xin phép đông cung và nhị điện. Lại có người con gái nào vừa bị bắt? Hay là... Kìa, Hồng Quynh ơi, chuyện gì? Người con gái nào nằm đây? Hả? Trang Đại! Trang Đại! Phải, chị Trang Đại. Trang Đại ở đây, còn con gái nào vừa bị bắt? Hay là... Chết rồi, Hồng Quynh, em phải đi mới được. Làm vách. Tại sao? Tại sao tôi lại bị bắt gì đây? Giờ ai đã bỏ tôi đơn độc giữa chốn này? Có ai không? Có ai cứu giùm tôi không? Có ai không? Kìa, ông đây. Lão xin được làm thân cùng người đẹp Trang Đài. Ông là ai? Ông là ai mà... Lão là một thầy bói. Sao ông biết tên tôi và biết tôi đang ở nơi đây? Lão đã thưa với tiểu thơ, lão là thầy bói kia mà.
lão còn biết tiểu thơ khổ tâm nhất là phải xa cách người yêu. Sao biết tôi có người yêu? Biết chứ, lão là thầy bói mà. Tiểu thơ đã yêu thầm người đó, và người đó cũng yêu thầm tiểu thơ, vì chỉ mới quen nhau có một hai bữa gì đây thôi. Trời ơi, Vinh, ông nói đúng quá. Tôi mới vừa thấy lòng mình chớm yêu thì tôi bị bắt về đây. Ông ơi, tôi lo sợ quá. Đừng, tiểu thơ đừng sợ. Rồi đây tiểu thơ sẽ được trở về Giá Trang. Trễ lắm là một tháng sau, tiểu thơ sẽ được cất bước theo chồng. Có phải tôi sẽ được đẹp duyên cùng người tôi yêu tha thiết đó phải không ông? Không, không đâu. Thưa tiểu thơ, vì người mà tiểu thơ yêu là một bần dân, còn người mà tiểu thơ sắp nhận làm chồng là một tổng đốc giàu sang quý thế. Ông nói sao? Phải, vì tiểu thơ thuộc về cung ước lệ, tiểu thơ phải khóc để tiễn mộng ban đầu. Không, không, nếu thế thì ngày ấy sẽ là ngày quá khóc cố sầu, màu tăng trăng sẽ phủ trùm lên hôn lễ. Tiểu thơ, ông ơi, tôi phải chết cho tình tôi được sống, sau khi chia biệt dương gian tôi sẽ lấy ấm cung làm cõi mộng, để tôi vẫn được yêu giàu trong tuyệt vọng đơn phương. Ấm cảnh dương gian vẫn yêu chàng thiết tha, mà không có kiều qua đôi chờ. Đưa tôi về một nghịch cảnh trái ngang, đằng nào cũng xa cách tình lang, nhưng quyết sinh tôi tránh được cảnh phù vàng. Chàng khỏi khóc thầm khi lỡ duyên. Tiểu thơ, chàng sẽ đổ giọt châu rơi khóc thương cho một cành thiên ương bạc số, bởi chàng vẫn mong được nhìn thấy tiểu thơ, không bao giờ hận khổ sớm phải vùi thân sâu dưới đáy mồ giữa xuân thời. Chọn sẵn nỗi ngắm người cho tâm sự, chờ tiếng chân người cổ cô cuốn dù quê. Có gặp chàng trong hoàn cảnh trái ngang kia, tiểu thơ sẽ được thấy nụ cười trên đôi môi người trai ấy. Rồi kiều qua đã đưa xa đời người con gái, chàng mới cúi mặt ra đi trong buồn bã. Sống đi làm vợ một người không phải là chàng, tôi sẽ khổ và chàng sẽ ngỡ ngàng đau xót lắm. Thưa tiểu thơ, sau kiếp đã định rồi, quyết định của lĩnh nghiêm không muốn tiểu thơ đẹp duyên cùng người lưng trần áo sắc. Tiểu thơ Vinh, tôi hiểu được sự lo lắng trong lòng của mẹ cha tôi, nhưng đâu phải bất cứ cảnh giàu sang nào cũng đẻ ra sự yên vui cho người trong những gấm. Như địa vị vàng son của một phu nhân, nhưng phẩm đối với tôi không khác chi như một năm quan đồ. Thì thà cái bây giờ tôi chết cũng hơn chờ mai hậu chết lần mòn trong cái
Sau khi tôi chết đi rồi, ông chuyển giùm lời tôi vĩnh biệt người yêu. Tiểu thư nhờ tôi chuyển đến người yêu của tiểu thư một lời vĩnh biệt. Mà tiểu thư chưa cho tôi biết tên, biết tuổi, gốc gác người đó thì tôi biết nói với ai bây giờ đây? Vậy thì ông lắng tai nghe tôi nói đây. Người yêu của tôi tên là Hàn Y. Hàn Y? Vâng. Vậy xin tiểu thư hãy nói lại một lần nữa. Ông nhớ kỹ, tên ảnh là Hàn Y. Hàn Y? Nhưng mà cậu đó làm nghề gì? Anh làm gia nhân. Gia nhân? Vâng. Vì anh nghèo lắm nên anh mới chịu cực khổ đi ở mướn cho người ta. Tôi chỉ có bao nhiêu đó. Ông nhớ nói lại giùm tôi. Ông nhớ nói lại giùm tôi với Hàn Y nghe ông. Vâng. Phải chết trước khi tên cướp vào đây. Thôi, vĩnh biệt ông, vĩnh biệt Trang Đài. Hàn Y, Trang Đài. Bao ngày nhớ mong chờ nhau, nói đi em lời yêu thương ước mơ trong đời. Vòng tay nhau thấy lòng xuyến sâu, em ơi em vui cười lên cho duyên tình thêm thắm đường dài. Tình chúng ta được gắn bó thiết tha tròn cầu chung thủy, và còn có một kẻ yêu em với con tim nhiệt thành trong tâm khảm, thì em còn có sống bên nhau để chia sẻ thương đau cay đắng bên chàng. Trang Đài, em có được gì phúc này đây như sau khi đã yêu thầm nhau trong căn lặng, chỉ dám nhắc tên người mình yêu trong mộng mà thôi. Giờ đây tiếng yêu vừa thoát khỏi đầu môi, em đã nói yêu ai mà được nghe ai đáp trả. Nói đi anh, tiếng yêu thương nồng cháy. Nói đi anh cho em. Lập thân sẽ đưa tình của đôi ta sông trong ngọc ngà nhung gấm, anh sẽ biến đổi anh trở thành một ông hoàng đang tuổi mộng, đứng trước cung vàng mở rộng đón chờ em. Trang Đài, Hàn Y, anh, em. Tình em đã gửi trao, quán niên sẽ cướp giao. Người thương ơi, ân tình không dơi, xin ai thấu chẳng nổi niềm gì. Tình ta như áng mây bay khắp trời đó đây, đời phiêu du những tình thiên thu,
yêu nhau mãi không xa rời nhau. Hàng Y, Trang Đài, mình sẽ mãi mãi bên nhau phải không em? Vâng, mãi mãi mình sẽ bên nhau. Trang Đài, Hàng Y, em. Trúc Lan, em ở đâu? Trúc Lan. Kìa, tiếng bạch thủ em của tôi. Còn Trúc Lan không biết giờ này. Bạch thủ đi tìm Trúc Lan tại sao giờ này chưa thấy trở lại? Trang Đài em, bây giờ anh với em đi tìm bạch thủ và Trúc Lan. À, ta đi hướng này. Đi anh. Ngày qua từng ngày mơ bóng hình anh trong chờ, thao thức năm canh đêm bước thời gian, rồi anh đi tìm, đi tìm miệt mài. Chị thấy anh, chị Trang Đài. Trúc Lan, dù một ngày xa nàng, nghe thương nhớ dài lâu trong lòng, sẽ thắt tim anh nhung nhớ đào dân bờ mi lê nhòa những người biển biển. Trúc Lan, em ở đâu? Trúc Lan, bạch thủ. Tại sao em lại như thế này? Trúc Lan, được lệnh mẹ cha, em và chị Thúy Anh đi cứu chị Trang Đài. Nhưng nửa đường thì bọn cướp xuyên Nguyễn Sơn dây bắt về đây. Trong lúc chúng đang ngủ say em lẫn trốn. Bạch Thủ ơi, nếu có thương Trúc Lan thì bằng mọi cách anh phải cứu chị Trang Đài và chị Thúy Anh. Trúc Lan, nhưng tôi còn dơ dữ, hay là anh không còn thương tưởng đến Trúc Lan? Được Trúc Lan thương tình, nhưng tôi biết thân phận mình, một kiếp nghèo tha phương, lạc loài bờ. Tôi đã cam hứng chịu một gia nhân ao cơm cơ hàng, nhưng Trúc Lan không màng. Thì người ơi chớ vâng hèn sang, tình yêu trai ngang lỡ làng thì mong mơ chỉ thế. Lòng em quyết giữ vẹn tròn niềm mơ,
Ngày xưa có cả tiều phu, lại cùng công chúa đền vua trọn tình. Chuyện xưa đó hiện hình trong thực tại, em chính là cô gái giữa lâu son. Nhưng anh chỉ là một kẻ trắng tay, yêu nhau chỉ có tình thương chân thành. Trúc Lan, em Bạch Tử. Trúc Lan, như vậy là em đã thật giả yêu anh? Thật. Trúc Lan. Cảnh vào sao ta đã yêu xe dệt mộng vàng. Xin em chớ qua tin anh, mai đây kiếp sông điều linh. Chuyện tình quá mau chỉ còn thương đau. Chuyện tình thiện thu còn nhiều đám. Trúc Lan ơi, ngày đầu tiên đến Mã Gia Trang, tôi đã đóng vai một kẻ giữ vườn tưới hoa nơi ngự quyền. Rồi hình bóng Trúc Lan mãi ghi sâu vào tấm não của một kẻ trắng tay, dáng dài sương gió mơ ước mơ. Một loài hoa lan trắng nồng đượm duyên tờ cho đôi bóng hèn gian giờ than khóc âm thầm vì thương nhớ một loài hoa. Tôi biết yêu là để khổ cho người ta, thân ở đời chỉ có cơm ngày hai bữa. Còn Trúc Lan quen rồi xiêm mi rực rỡ, tôi kiếp sống lòng đồng với manh áo cơ. Bạch Tu, anh không thương và không hiểu cho Trúc Lan sao? Trúc Lan, hiểu Trúc Lan thì tôi hiểu, nhưng tôi, anh đừng tự dối lòng mình. Bạch Tu ơi, rồi để sau hội chiêu phu, Trúc Lan sẽ làm vợ của người ta, mà người đó không phải là anh, không phải là Bạch Tu. Trúc Lan. Thu cho chàng nỗi lòng này, chờ ai tiếng nói ai ân trong tim hằng đợi mong, khắc khe cay nghiệt cho đời hồng nhan. Ơi hỡi Trúc Lan, em đừng buồn thương tình đã lơ làng. Trời ơi, còn gì khổ hơn người mình yêu mà không được thành duyên nợ, còn kẻ xa lạ trong đời mà phải nuôi tiếng yêu. Bạch Thủ ơi, nếu không được sống bên nhau cho tròn ý nguyện, thà em chết đi cho thỏa mộng ban đầu. Trúc Lan, Trúc Lan ơi, anh đã hiểu rồi, em thật sự yêu anh, tình yêu đó không bao giờ anh quên được. Chuyện tranh nắng đâu phân biệt sang hèn, em đã nói rồi từ lúc mới gặp anh. Trúc Lan em. Bạch Tu, chúng ta mau rời khỏi nơi đây. Phải, chúng ta hãy trở về Mã Gia Trang. Đi em. Ê, có bóng người đi đến. Ủa, ai hình như là... À, anh Hằng Y. Anh Hằng Y. Bạch Thủ. Anh Hằng Bạch Y. Thủ. Trúc Lan em. Chị Trang Đại. Chị Trang Đại. Còn chị Thế Anh đâu? Chị Thế Anh tới kìa.
trang đài. Hàng Y hãy đưa em tôi xa dùng hiểm nguy di phủ, mặt tôi đối đầu Cường Sơn tiếp thủ. Hàng Y trang đài về tới Mã Gia Trang là mộng đẹp được vuông tròn. Hàng Y trở thành là một vị hùng anh cứu em tôi thoát dòng hiểm nguy. Cha mẹ tôi giữ ý lời khấn trang, anh sẽ được nhận làm nghĩa tế Mã Gia Trang. Những phần gì cũng nên theo về, khi vẹn lời thề trong tâm là giết được tên cướp nuôi giúp dân lành. Nhưng mà tất cả hãy đi ngay. Tướng cướp bàn tay sắt, giờ chỉ còn có ta ở lại. Có giỏi thì hãy xúc đầu lộ diện. Một người con gái đang giữ trong tay một thanh kim thép. Nàng có nghe tiếng mõ điểm canh ba như tiếng thôi thúc của tử thần. Nhưng đêm nay trước sắc đẹp của nàng, ta thử một lần vượt qua thói cũ. Ta muốn dỗ giấc nồng trong vòng tay ta một bông sắc dây. Tên cướp núi, nhà ngươi làm hại bao nhiêu đời qua ở xứ Nguyệt Sơn này rồi. Nàng tìm hiểu để làm gì? Nhà ngươi làm hại bao nhiêu người thì ta sẽ kết liễu đời nhà ngươi bằng bao nhiêu đường gốm như vậy. Nàng là người thiếu nữ thứ nhất đặt chân đến giang sơn ta đó. Lão lão, vậy cho mi bắt Trang Đại đi làm gì? Không, không phải ta bắt, mà ta mời Trang Đại đến đây với một ý định khác. Thì anh đẹp quá, nàng đẹp lắm. Từ trên chót núi kia, ta đã say mê theo dõi từng bước một của nàng ngay từ lúc nàng rời Gia Trang nhà họ Mã. Còn ta, ngay bước đầu tiên, ta khắc sâu lời nguyền trên vách đá, đã tận diệt nhà ngươi trừ họa cho dân lành. Tai họa gì? Khi mà từ lúc vào nghề gươm, ta chưa hề thấm máu một lương dân. Ngươi sợ chết hay sao mà ngụy biện dài dòng? Hãy sẵn sàng nghe câu nói của ta bằng thanh kiếm thép. Được, ta cũng bất đắc dĩ dùng thanh gươm hầu tiếp lại cung nàng. Mới vài hiệp đầu mà nàng đã thấm mở rồi. Ta rất ân hận đã làm cho giai nhân phải ướt đầm mồ hôi trên đôi má thân. Im đi! Ta chỉ dừng tại khi nào nhà ngươi gục xuống. Khoan! Trước khi tái chiến, ta muốn biết xuất xứ vài thế kiếm của nhà ngươi. Được, nàng hỏi thì lưỡi kiếm này sẽ trả lời câu hỏi đó. Này nữa. Thắc mắc gì? Trong đời thầy ta chỉ dạy có hai người học trò. Một là ta, còn ta biết thằng đó. Nó tên là Dương Khắc Nhật. Nó đã cùng một lúc với nàng tìm học nơi Vũ Liệt kiếm sư. Trong thời ta chưa biết được thế nào là công phu võ học. Nàng
nàng và nó rời trường mà đến lượt ta cầm gươm. Ta có thể coi nhà ngươi là bạn đồng môn, nhưng ta rất buồn vì bạn làm cường sơn. Thế kiếm học một thầy phải phân định hơn thương. Trước kia đã có lần ta tâm sự với gã họ Dương, nó nói nó yêu một người bạn gái rất dễ thương. Bây giờ nó chết rồi thì nàng là người đẹp cô đơn. Im đi! Giọng điệu xuân xá nhà ngươi ngủ ý gì? Làm thay chỗ gã họ Dương, nàng sẽ là áp trại phu nhân của tướng cướp bàn tài sắc. Im đi! Thế nào? Một là nàng sẽ chết tại đây. Hai, nàng sẽ làm áp trại phu nhân của tướng cướp bàn tài sắc. Lại đây, lại đây. Đứng yên. Nhà ngươi đứng yên và đừng bước thêm bước nữa. Ta nguyện chết nơi đây cho tròn mộng ban đầu. Chung tình quá. Người yêu cũ giàu không gặp nữa, ta nguyện bền lòng ấp ủ với Dương Lan. Trọn đời ta thiết chỉ yêu chàng, xa nhau trong cõi sống nhưng sẽ hẹn gần nhau trong cõi chết. Nhà ngươi hãy dung cao lưỡi kiếm để cho ta được trọn chứng chung tình. Khắc Nhật Dương Khắc Nhật. Sao để duyên tình là ta đã thật già yêu nàng. Im đi đừng nên gian dối, lời cợt đùa trắng gió. Tình ta đây thật lòng thôi chứ lời cuồng ngóng. Ân tình đâu với người đến đây với ta thôi chứ nên nhẹ. Ta quyết trọn đời yêu chàng, duyên ta dù nay đã lỡ, nguyện cùng về cõi chết. Đừng em ơi đừng theo, ta đã thật lòng yêu. Xin chờ em ơi chàng. Xa hỡi em, xin hãy nhìn tan mặt. Dương Khắc Nhật là anh. Ôi trời Dương Lam ơi cha, Dương Lam thì anh, trời ơi chẳng còn sống đi sao thì anh. Dương Lan, dù nghìn trùng xa cách nhớ thương còn dương. Tay trong tay hỡi anh lệ mừng. Anh lao mắt cho em ơi em của đời anh. Tình ta suốt đời bên nhau. Từ buổi chia tay nơi sân trường, đêm kỷ niệm tiếng nói tự ly còn ghi trong tâm tưởng, lời lẽ yêu thương muôn thuở khó phai. Mà đã thử cằn gian trong kiếp sống lưu đài, bóng
phản thần du quan giá hòa cho gia đình anh ba họ phải đầu rơi. Giông bão qua rồi đừng buồn nữa em ơi, hãy vững tin ngày mai trời lại sáng, mình sẽ vượt qua những gì gian khổ, đón nhận tương lai đang rực rỡ huy hoàng. Anh có gì em vẫn là của anh, cầu ước giao em kính yêu chung tình. Dù bao thương sầu phủ trong đời em, lòng vẫn tiếc tha tim em trao anh trọn. Kép quê phòng từ đây chôn chẳng muốn tình chung. Giữa nơi này anh sẽ dạy mặt kẻ ác gian, trước sự chứng kiến của đông cung nơi triều nội. Rồi dĩ dàng đau thương sẽ bị vùi trong bóng tối, khi dứt đêm xuân ngày đầu năm mới hiền về. Ta sẽ tiếp nối câu thề bằng ảnh kiếm minh quen, hoặc là ta sẽ trở thành gương để mà tự sát. Anh ơi sông chết hai đường ta mãi giữ. Bây giờ anh hãy lo trả mối gia thù. Còn em? Em đi giết tên tướng cướp bằng tay sắt. Khi anh trả được mối thù cho gia phụ thì tên tướng cướp bằng tay sắt sẽ không còn nữa. Quân! Hãy bao vây xuyên Nguyệt Sơn, ai cứu được Trang Đài và giết tướng cướp bằng tay sắt ta sẽ trọng thưởng. Bàn tay sắt sẽ nghinh tiếp quan tổng đốc Quách Hầu Bao. Bây giờ tới phiên Quách Hầu Bao, hãy chọn lựa cách thi tài. Hoàng, xin anh hùng hãy dừng tay để nghe tôi phân bài hơn thiệt. Từ ngày mai tôi sẽ dựng xây đế nghiệp, nếu anh hùng nhận lời tiếp giúp một tay, khi tôi ngồi lâm ngay chiếm trệ sẽ giành tước trọng quyền cao cho anh hùng được hưởng an. Phải đó, thời nay làm đàn ông con trai phải cần chức gì, anh hùng mà làm quan thì sẽ cưới được giai nhân. Cha ơi, con hãy tâm lời, ở đây là chuyện của đàn ông. Nay mai này khi đại cuộc thành công, cha sẽ làm thái sư, còn Trang Đài sẽ làm hoàng hậu. Con sẽ là chị vợ vua, con sẽ lấy chồng vương gia, nghe chưa? Hoàn cảnh của anh hùng hiện giờ như trăng sáng gặp mưa đêm. Đại cuộc của tôi như ánh dương hồng làm chối rạng như xưa. Ngôi đệ nhất công thần đã dành sẵn người ngự trị lên cho. Ta nhận lời theo giúp đại quan, nhưng ta còn mang một bổn phận. Nếu bộ phận ấy vẹn toàn, ta mới rời khỏi nơi đây. Bộ phận ấy là chi? Tôi đang chờ nghe tường tận. Ta có một người thân bị cáo gian phạm vào trong tội, nay đã chết rồi, giờ ta muốn linh hồn của người ấy được minh quang. Vậy người thân của anh hùng là ai? Là quan Giáng Nghị Dương Trung. Một năm trước đã bị ngài tổng đốc cáo gian là mưu toan soán đế. Hả?
Nhưng chuyện ấy quá cũ rồi, và hình hài quan gián nghị đã rã tan dưới lòng đất lạnh. Nhưng nếu ta đặt việc giải quan cho gián nghị Dương Trung là điều kiện duy nhất thì ta nhận lời. Nhưng nhưng ta biết phải làm gì đây? Tôi muốn thấy chính tay ngài giết một bản thú tội là đã cáo gian khiến quan gián nghị Dương Trung bị tru di tam tộc. Hả? Nhưng chuyện ấy nhưng mà giết để làm gì? Vì linh hồn những người đã chết ức quan mà chưa được siêu thăng, nên tôi muốn ngài giết tờ thú tội rồi tôi sẽ đốt trước mộ của quan gián nghị. Được được. Nếu giết rồi đốt, tôi sẵn sàng. Giấy mực đây. Nhưng con mực? Mực à? Ông đã cáo gian cho dòng họ của người ta ba đời bị tru di tam tộc, thì bây giờ ông phải tự lấy máu của mình viết lên tờ thú tội. Nhưng mà... Giết đi. Được. Xong chưa? Dạ đây. Đâu? Chị Thúy Anh. Kìa, tại sao các em còn trở lại? Chị ơi, trên đường về Mã Gia Trăng, em thấy quân của triều đình kéo đến đây đông lắm. Quân triều đình kéo đến đây à? Để làm gì? Quân triều đình tới đây để tìm quan tổng đốc. Nhưng ta muốn hỏi, ai dẫn quân đến đây? Ta là tam hoàng tử đương triều. Hả? Tam hoàng tử? Phải. Ta mang quân đến đây để bắt tên phản thần Quách Thầu Bao về triều trị tội. Lên trời! Thánh hoàng vạn vạn tuế! Quân! Dạ! Đưa đi! Trời ơi! Vậy là mộng lập cha vợ vua coi như tan tành theo mây khói rồi. Trời ơi! Phải! Đáng lý ra ông phải tội rơi đầu vì đã cấu kết với tên phản thần Quách Hầu Bao xưng vương xưng tướng. Nhưng xét gì đức hạnh và tình yêu của ba người con gái ông, nhất là tình yêu đối với hoàng huynh ta và nhị huynh ta, nên ông đã được tha cho tội chết. Thôi, hãy về Mã Gia Trang để báo tin vui. Chắc chắn rồi đây ông sẽ có ba chàng rể quý. Dạ đội ơn tam hoàng tử, tôi vẫn là trai vợ của vua. Còn Dương Khắc Nhật, hôm nay ta đến đây được lĩnh của phụ hoàng giải quan gia cho gia đình Dương Trung và phong cho Dương Khắc Nhật là đại quan nhất phẩm của triều ca. Đội ơn chúa thượng. Và được cưới tiểu thơ Thúy Anh làm vợ đây. Ê, không phải là tôi. Dạ thưa hoàng tử, tôi mới là Thúy Anh đây à. Dạ xin lỗi nhị vị hoàng tỷ, bởi vì hồi đó tới giờ nghe tên nhưng mà chưa có biết mặt. Hơn nữa hồi nhỏ tới lớn chưa biết yêu đương, cái sự lầm lẫn đó là lẽ thường. Xin nhị vị tỷ nương tha thứ tội. Tam đệ, còn chuyện của anh Phụ Dương có? Có. Phụ Dương đã đồng ý cho hai anh được cưới tiểu thơ Trang Đài và Trúc Lan làm vợ. Đây nè, lại đây. Lộn. Không phải, đúng rồi, bên này nha, bên này. Em số kỳ quá. Quân! Yeah! Hãy chuẩn bị kiểu hoa giá ngọc, đưa ba tiểu thơ về triều, chờ ngày tháng tốt để cử hành hôn lễ. Tam đệ, gì nữa đây? Phần hai anh đã xong, còn em thì sao? Còn em thì xin hai anh cho em về trước để o bế mấy con gà để lo đá tết. Thi Anh, Dương Khắc Nhật. Thi Anh. Này đã qua rồi cánh
khổ đau. Mai trúc đa sông hiệp qua duyên tóc thờ, bao cánh xa tình đại thi thà. Bông núi đã qua nắng hồng trở về, xin chúc duyên tình mãi sắc son. Chim hót vang người đời đón tiếp xuân xa.